Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 51. Ở chỗ ngực Lôi Cô Vân cắm một chuôi trường kiếm đỏ tươi, trực tiếp xuyên tim, máu tươi không ngừng trào ra. Lôi Cô Vân không thể tin được nhìn Lôi Hạo, hắn không thể nào hiểu được, nhi tử mình sủng ái vậy mà sẽ ra tay giết hắn. Ta là cha của ngươi. Lôi Cô Vân run giọng nói, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ chỉ có Lôi Hạo nghe được, cho dù là chết, hắn cũng không muốn hại chết Lôi Hạo. Giờ phút này hắn hoàn toàn có thể lớn tiếng gào thét, đem những người khác hấp dẫn tới, nhưng hắn không có. Một khi những người khác xông tới thấy cảnh này, không chỉ Lôi Cô Vân hắn muốn chết, Lôi Hạo cũng sẽ phải chết. Lôi Hạo mà chết, mạch hắn cũng liền triệt để xong. Đáng tiếc, ta đã sớm không phải nhi tử ngươi, ta chỉ trung thành với chủ nhân. Thần sắc Lôi Hạo lạnh lùng, mí mắt cũng hơi một chút rung động, bất quá rất nhanh liền băng lãnh vô tình. Rút ra trường kiếm trong tay, lại chọc Lôi Cô Vân mấy kiếm. Ánh mắt Lôi Cô Vân tràn ngập vẻ không cam lòng, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, mặt đất đã bị máu tươi thấm ướt nhẹp, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến bản thân sẽ chết trong tay nhi tử của mình. Lôi Cửu nói không sai, ngươi, tư tưởng ngươi quả nhiên bị người khác khống chế, rốt cuộc là ai? Lôi Cô Vân dùng hết toàn lực quá to, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Lôi Hạo. Đáng tiếc, chung quanh hắn bị Lôi Hạo dùng hồn lực bao phủ, thanh âm hắn căn bản không truyền ra ngoài được. Ngươi nhớ kỹ, chủ nhân ta tên Tiêu Phàm. Lôi Hạo mỉm cười, Lôi Cô Vân nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngay lúc đó, Lôi Hạo nhấc trường kiếm lên, thân thể Lôi Cô Vân lập tức một phân thành hai, chết không thể chết lại được nữa. Đường đường gia chủ bát đại thế gia cứ như vậy chết, hơn nữa còn là chết trong tay nhi tử của mình, không thể không nói, hắn thật đáng buồn. Ngay tại lúc đó, Lôi Hạo đưa tay vung lên, thi thể Lôi Cô Vân đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả vết máu đều biến mất không còn một mảnh. Tự tìm cái chết, đột nhiên, Lôi Hạo gầm thét một tiếng, trở tay chính là một chưởng hướng về phía sau vỗ tới, lại nhìn thấy một vệt sáng kích xạ mà đến, trực tiếp xuyên thủng bàn tay hắn. Máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao, nhưng mà lưu quang kia cũng không đình chỉ, sau đó lại đâm vào trong bả vai Lôi Hạo. Thân thể Lôi Hạo bay ngược ra, bị một chuôi trường kiếm đính giữa đại sảnh chính. Máu tươi dọc theo thân thể hắn rơi xuống, chỉ thiếu một chút xíu nữa là trường kiếm liền trực tiếp đâm rách hồn hải hắn, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, tránh thoát một kích tất sát. Lôi Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn nâng đầu lên, nhìn cửa đại sảnh. Nơi đó không biết khi nào đứng đấy một đạo thân ảnh, Lôi Hạo nhe răng trợn mắt quát, Lôi Cửu, người chẳng lẽ muốn tạo phản? Không sai, người đứng ở cửa chính là Lôi Cửu, hắn đi nhưng quay lại, nguyên bản muốn giết phụ tử Lôi Cô Vân cùng Lôi Hạo, lại không nghĩ rằng bắt gặp một màn Lôi Hạo giết Lôi Cô Vân. Lúc ấy hắn cũng chấn kinh không thôi nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt hắn liền lấy lại tinh thần, trong đầu lóe qua một cái ý niệm. Bản thân trở về vốn liền là vì giết phụ tử hai người bọn họ, nếu Lôi Hạo đem Lôi Cô Vân giết chết, bản thân chẳng phải chỉ cần giết chết Lôi Hạo sao? Nghĩ vậy, Lôi Cửu không chút do dự xuất thủ, lại không nghĩ rằng Lôi Hạo vậy mà phát hiện hắn, kịp thời tránh thoát một kích tất sát. Tạo phản, Lôi Cửu mặt coi thường nói, người ngay cả cha ruột đều giết, bây giờ nói ta tạo phản. Lôi Hạo, ta vẫn không nghĩ tới, người so với cha ngươi đều hung ác hơn. Năm đó người cha ứng phó Mộ Dung gia tộc, cũng là mượn nhờ lực lượng Diêm La Phủ mà thôi. Thần sắc Lôi Hạo băng lãnh cũng không có nói thêm cái gì, giờ phút này hắn sớm đã không còn là Lôi Hạo trước kia, chỉ là Tiêu Phàm dùng để đối phó Lôi gia mà thôi. Từ khi Lôi gia để người Diêm La Phủ truy sát Mộ Dung Tuyết, thuận tay giết mẫu thân Tiểu Kim, kết cục Lôi gia liền đã định trước. Ai nói Lôi Hạo giết cha hắn? Đột nhiên! Một đạo thanh âm u lãnh từ ngoài phòng khách truyền đến, bỗng nhiên, từng đạo bóng đen từ trên cao rơi xuống, đứng đầy tiểu viện. Địch tập, người Lôi gia kêu sợ hãi, tất cả đều phóng tới vị trí đại sảnh, song khi bọn hắn nhìn thấy những hắc ảnh kia, tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ, không có một ai dám bước vào đại sảnh nửa bước. Tất cả mọi người rời khỏi tiểu viện trăm trượng. Trong đó một hắc y nhân mở miệng nói. Vâng, nhị trưởng lão. Lôi gia không ai dám phản kháng, người xuất hiện ở bên trong tiểu viện không ai không biết, hơn nữa đều là người quyền cao chức trọng ở Lôi gia. Lôi Lạc, ngươi, Lôi Cửu nhận ra hắc y nhân mở miệng, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh hãi,
Hắc y nhân tên là Lôi Lạc, chính là nhị trưởng lão Lôi gia. Hắn không phải cùng Lôi Cô Vân rời đi sao? Làm sao Lôi Cô Vân bị trúng độc, hắn lại không sao? Quay đầu, từng người đảo qua bên trong tiểu viện, Lôi Cửu kinh hãi phát hiện những người này đều là người hắn quen, ngoài ra còn có mấy trưởng lão, hơn nữa Lôi Cửu rõ ràng, những người này đều là theo chân Lôi Cô Vân rời đi. Thậm chí, liền Lôi Chi ảnh vệ đều ở chỗ này, Lôi Cửu hoàn toàn nghĩ không ra đến cùng phát sinh cái gì, hồi lâu mới nói ra một câu các ngươi làm sao đều ở chỗ này. Bởi vì ta cho bọn hắn ở chỗ này. Lúc này, trong đám người đột nhiên đi ra một hắc y nhân, hắn áo bào đen bó chặt, thấy không rõ dung mạo, thời khắc tiến lên chậm rãi xốc vành nón trên đầu lên, lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tiêu Phàm, thân hình Lôi Cửu rút lui mấy bước, chấn kinh tới cực điểm, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Lôi Chi ảnh vệ cùng một đám trưởng lão Lôi ra vì sao lại nghe lời Tiêu Phàm nói. Nghĩ không ra đúng không? Nghĩ không ra cũng không sao, một người chết mà thôi, dù sao cũng không cần hiểu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, phất tay, mấy đạo thân ảnh lập tức nhào lên. Người chết, Tiêu Phàm, người cho rằng người có thể giết chết Công Tôn Ngạn liền có thể giết chết được ta sao? Ta muốn đi, ai có thể lưu được? Lôi Cửu tùy tiện cười to, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trên người hắn bạo phát ra, trực tiếp đem mấy người kia tung bay. Chiến thánh cảnh. Một hắc y nhân khác bên cạnh Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, chuẩn bị tiến lên nhưng mà mới vừa một bước đi ra liền bị Tiêu Phàm ngăn lại. Tiêu Phàm, ta đã sớm biết Lôi Hạo bị ngươi khống chế, những người này khẳng định cũng là bị ngươi khống chế, ta sẽ nói cho tất cả mọi người để âm mưu ngươi bị bại lộ. Sắc mặt Lôi Cửu u lãnh, hắn có tu vi chiến thánh cảnh, nếu như muốn đi, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng ngăn được hắn. Ta có âm mưu gì? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi khống chế Lôi Hạo, giết Lôi Cô Vân. Lôi Cửu giọng căm hận nói, hắn mặc dù cũng muốn làm gia chủ Lôi gia nhưng hắn càng thêm tiếp thu không được ngoại nhân nhúng chàm Lôi gia. Đầu tiên, ngươi phải rõ ràng một việc, ta không khống chế Lôi Hạo cũng không giết Lôi Cô Vân. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, sau một khắc, hắn đột nhiên nghiêm nghị nói, người giết chết Lôi Cô Vân là Lôi Cửu ngươi. Ha ha. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi há miệng người khác liền có tin hay không? Lôi Hạo tùy tiện cười một tiếng, chỉ là vừa dứt lời hắn liền phát hiện có chút không thích hợp. Lại nhìn thấy trong sân, tất cả mọi người là mặt coi thường nhìn hắn, hắn lúc này mới phát hiện những người này có vẻ như đều bị Tiêu Phàm khống chế, chỉ cần Tiêu Phàm ra lệnh, tất cả bọn hắn tất nhiên đều chỉ trích bản thân. Đúng như Tiêu Phàm nói, là Lôi Cửu hắn giết Lôi Cô Vân, huống chi còn có Lôi Hạo bị thương làm chứng. Giả cũng sẽ biến thành thực. Tiêu Phàm, ta không để yên cho ngươi. Nghĩ vậy, Lôi Cửu quát chói tai một tiếng, xoay người chạy, chỉ là vừa bước ra mấy bước, liền bỗng ngã xuống đất. Ngươi nói nhảm quá nhiều, kết quả sẽ như thế nào? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không đợi Lôi Cửu mở miệng, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, nói nhảm quá nhiều, luôn luôn chết sớm. Ta làm sao không cử động được? Lôi Cửu kinh khủng không thôi, trong lòng gào thét. Ta là chiến thánh cảnh, làm sao có thể bị người ám toán? Tiêu Phàm từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, xuất ra bình ngọc kia, con người Diệp Phong cùng bàn tử hai người rung động kịch liệt một cái. Bọn hắn như thế nào không biết, Tiêu Phàm sở dĩ nói với Lôi Cửu nhiều như vậy chỉ là vì dùng Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch đánh ngã hắn. Bọn hắn lo lắng là Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch là công kích không khác biệt, bọn hắn những người này không phải cũng trúng độc sao? Yên tâm! Các ngươi vừa mới ăn giải dược, Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch trong thời gian ngắn đối với các ngươi vô dụng, hơn nữa ta dùng hồn lực phong bế dược lực khuếch tán, chỉ cực hạn đại sảnh mà thôi. Tiêu Phàm cũng đoán được ý nghĩ hai người. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên nhỏ huyết sắc dược hoàn bắn vào trong miệng Lôi Hạo, Diệp Phong cũng phản ứng kịp, đưa tay vung lên, mỗi một nơi hẻo lánh đại sảnh cùng tiểu viện đều bị nước mưa thanh tẩy một lần. Trong lúc nhất thời, Lôi Cửu nằm trên mặt đất trở thành tiêu điểm tất cả mọi người, hắn trong miệng đã bắt đầu phun ra máu tươi. Lôi Cô Vân có thể kiên trì đến Lôi gia, mà ngươi mới vẻn vẹn một hồi như thế liền chịu không nổi, nhìn đến trình độ chiến thánh cảnh của ngươi rất lớn à. Tiêu Phàm ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Lôi Cửu nói. Cứu ta, Lôi Cửu duỗi tay, thanh âm suy yếu tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Cũng không phải lực lượng chiến thánh cảnh hắn không lớn mà là hắn đứng quá gần với Tiêu Phàm,
chúng độc quá sâu, lúc ấy Lôi Cô Vân cách trên trăm trượng, dược lực khuếch tán tương đối chậm mà thôi. Bất quá Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch loại độc dược này thập phần bá đạo, dù là tiêm nhiễm một tia một sợi đều sẽ cực kỳ chí mạng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn nghĩ đến rốt cuộc là giết Lôi Cửu hay là khống chế tư tưởng hắn, về phần nô dịch ý chí, Tiêu Phàm vẫn không dám thử. Lôi Cửu dù sao cũng là chiến thánh cảnh, ý chí hắn không phải cường đại bình thường, muốn nô dịch ý chí hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Mắt thấy Lôi Cửu hấp hối, Tiêu Phàm rốt cuộc quyết định, nói, ngươi nên may mắn, ngươi là chiến thánh cảnh. Vừa dứt lời, một đạo lục quang từ trong con ngươi Tiêu Phàm bắn ra, sau một khắc, vô số hình ảnh xuất hiện ở bên trong não hải Tiêu Phàm. Nhìn thấy từng hình ảnh lướt qua, sắc mặt Tiêu Phàm thập phần âm trầm, chậm chạp nói, cũng may chưa giết hắn, Lôi Cửu vậy mà cùng Diêm La Phủ vô môn phán quan qua lại rất gần, có lẽ về sau sẽ có chút tác dụng. Từ trong trí nhớ Lôi Cửu, Tiêu Phàm cũng biết rõ chân tướng năm đó Mộ Dung gia tộc hủy diệt, Mộ Dung gia tộc sở dĩ bị hủy diệt không chỉ là bởi vì Lôi gia cùng Diêm La Phủ xuất thủ, mà là bởi vì lão tổ Mộ Dung gia tộc vẫn lạc. Mộ Dung gia tộc dù sao cũng là cổ tộc, chi nhánh bị hủy diệt, tại sao tùy ý để Lôi gia làm lớn? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng thập phần nghi hoặc. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên do, nguyên lai Lôi gia không chỉ có cùng Diêm La Phủ qua lại, hơn nữa còn cùng phủ chủ Diêm La Phủ có quan hệ. Bởi vì Lôi gia lão tổ đã từng cứu Diêm La Phủ phủ chủ một cái mạng, đã đáp ứng lão tổ Lôi ra một cái cam kết, chỉ cần là sự tình hắn có thể làm được, tuyệt đối không chần chờ. Diêm La Phủ phủ chủ lúc này mới trợ giúp Lôi ra diệt Mộ Dung gia tộc, dù là Mộ Dung gia tộc chủ gia cũng không tiếp tục nhúng tay sự tình Vô Song Thánh Thành Cửu Tiêu Cung. Chỉ là, Lôi ra trong trận chiến mười mấy năm trước tử thương thảm trọng, liền Lôi ra lão tổ đều chết. Lôi ra mặc dù miễn cưỡng xâm nhập Vô Song Thánh Thành bát đại thế gia, nhưng bên trong bát đại thế gia chỉ là tồn tại cuối cùng, liền chiến thánh cảnh đều chỉ có hai người Lôi Cô Vân và Lôi Cửu. Nếu như gia tộc khác không phải kiêng kỵ Diêm La Phủ, đoán chừng đã sớm đem Lôi ra gặm ngay cả cặn cũng không còn. Xem ra, vô luận như thế nào ta đều phải đối mặt với Diêm La Phủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Hắn cũng biết Diêm La Phủ năng lực khổng lồ, có thể trong một hai tháng ngắn ngủi đem huyết lâu nhổ tận gốc. Thực lực này thật đúng là vô cùng khủng bố, khó trách cổ tộc Mộ Dung gia tộc đều vô cùng kiêng kỵ. Đây cũng là bi ai huynh đệ Mộ Dung Tuyết bọn họ, chân chính hủy diệt gia tộc bọn họ không chỉ có chỉ là Lôi gia cùng Diêm La Phủ, còn có Mộ Dung cổ tộc. Nếu như Mộ Dung cổ tộc nguyện ý đứng ra, đoán chừng Diêm La Phủ cũng sẽ cân nhắc một chút, sẽ không dễ dàng diệt gia tộc Mộ Dung Tuyết như thế. Thế nhưng, một chi nhánh nho nhỏ trong mắt Mộ Dung cổ tộc lại tính là gì đây? Hủy diệt thì hủy diệt thôi. Từ trong trí nhớ Lôi Cửu, Tiêu Phàm có được tin tức hữu dụng quá nhiều, trong lòng hắn cũng may mắn không giết Lôi Cửu, trong quá trình đang lấy ký ức Tiêu Phàm sợ hắn trúng độc mà chết, nửa đường cho hắn ăn một viên giải dược. Trùng ma chi thuật sau khi thi triển thành công, Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn phản bội, muốn giết chết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi, hơn nữa hắn một khi nổi sát tâm, Tiêu Phàm sẽ sớm biết được. Đây chính là chỗ đáng sợ chủng ma chi thuật. Một khi bị chủng ma, sinh tử hắn liền hoàn toàn bị khống chế trong tay Tiêu Phàm. Sau nửa ngày Tiêu Phàm mới đem tất cả ký ức từng cái đọc hoàn tất, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, đồng thời sát ý đối với Sở gia cũng càng nhiều. Bàn tử bọn hắn bị bắt cóc chính là kết quả Sở gia cùng Lôi gia thương thảo, hơn nữa Tiêu Phàm cũng biết tiếp theo Sở gia sẽ ứng phó hắn như thế nào. Hay cho Sở Nhạn Nam cùng Sở gia. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, bên trong tiểu viện trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm. Tiêu Phàm, người đã làm gì ta? Lúc này, Lôi Cửu bỗng nhiên tránh thoát ý thức Tiêu Phàm trói buộc, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, hắn phát hiện mình ở trước mặt Tiêu Phàm không có bất kỳ bí mật gì. Dám cùng công tử nói chuyện như thế, người muốn chết sao? Diệp Phong gầm thét một tiếng, một bàn tay chụp về phía Lôi Cửu. Lôi Cửu bản năng muốn phản kháng nhưng bị một cái ý niệm trong đầu Tiêu Phàm ngăn lại, Lôi Cửu ôm đầu kêu thảm, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Từ hiện tại, mạng ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa. Tiêu Phàm thản nhiên nói. 10 cái hô hấp sau, Tiêu Phàm mới đình chỉ tra tấn Lôi Cửu, Lôi Cửu sớm đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Từ hiện tại,
người phối hợp Lôi Hạo thu phục Lôi gia, tùy thời chờ lệnh. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, đối với người Lôi gia, hắn căn bản không có khách khí. Nếu như có thể, hắn hiện tại liền có thể hủy diệt Lôi gia, chỉ là trừ những người này, những người khác căn bản không lọt vào mắt Tiêu Phàm, hắn liền giết đều chẳng muốn giết. Vâng, chủ nhân. Lôi Cửu khẽ cắn môi, không thể không cúi thấp đầu, bởi vì hắn phát hiện, hắn trước mặt Tiêu Phàm không có sức phản kháng nào, Tiêu Phàm giết hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Không bao lâu, Tiêu Phàm, Bàn Tử cùng Diệp Phong ba người rời khỏi Lôi gia phủ đệ, trực tiếp hướng về Hạ Trọng Thiên. Lão Tam, ngươi liền như thế buông tha Lôi gia. Trên đường, Bàn Tử nhịn không được hỏi, hắn càng thêm hiếu kỳ thủ đoạn Tiêu Phàm, chỉ là không hỏi ra. Lôi gia đã bị khống chế trong tay ta, không đáng để lo. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không có dự định buông tha Lôi gia, chỉ là tạm thời còn có một chút tác dụng mà thôi. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, lão nhị, ta biết rõ ngươi hiếu kỳ, chờ thời điểm tất yếu ta sẽ nói cho ngươi biết, bất cứ lúc nào ngươi đều là huynh đệ tốt nhất của ta. Bàn Tử gật gật đầu, làm huynh đệ, Tiêu Phàm vì hắn làm quá nhiều, hắn còn có cái gì không thể tin Tiêu Phàm đây. Hiện tại làm sao bây giờ? Bàn Tử hỏi. Trò hay mới vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm cười lạnh, tốc độ tăng tốc hướng về vị trí tiểu viện trước đó bay đi. Nửa chén trà nhỏ sau, Tiêu Phàm trở lại chỗ ở khách sạn, trước tiên đi cũng không phải là chỗ mình ở, mà là sát vách tiểu viện. Hắn một cước đá văng cửa phòng đi vào, nhưng mà trong phòng sớm đã trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Diệp Phong cùng Bàn Tử không biết vì sao, Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói, chạy thật sự là nhanh, đầu ngươi tạm thời trên cổ ngươi hai ngày. Đi ra khỏi tiểu viện, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Bàn Tử nói, lão nhị, chiến thiên kích ngươi làm sao không có bị người sở ra lấy đi. Bàn Tử không biết Tiêu Phàm vì sao sẽ hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là không chút nghĩ ngợi nói, chiến thiên kích nhận chủ, cùng ta hòa làm một thể, gửi bên trong hồn hải, bọn hắn muốn cầm đều cầm không được. À, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hỏi, hồn binh cũng có thể đặt ở bên trong hồn hải. Bàn Tử gật đầu, hắn còn chưa mở miệng, Diệp Phong một bên liền nói ra, công tử, cái này ta biết. Nói một chút, Tiêu Phàm không chút do dự hỏi, vấn đề này hắn đã nghĩ hồi lâu, nếu như Tu La Kiếm cũng có thể đặt ở bên trong hồn hải, vậy sẽ không sợ không có hồn binh. Trước đó Nam Vực Đại Bỉ không có Tu La Kiếm, hắn kém chút ăn một cái thiệt thòi lớn. Cũng may thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm giải phong nhị trọng Tu La Kiếm, bằng không mà nói, Tiêu Phàm vô cùng có khả năng chết trong tay Diệp Trường Sinh. Tu giả muốn đem hồn binh thu nhập thể nội, chỉ có cùng hồn binh hòa làm một thể, mà muốn hòa làm một thể chỉ có hồn binh đạt tới thần phẩm, trở thành thần binh trong truyền thuyết. Về sau luyện hóa thần binh liền có thể thu nhập thể nội. Diệp Phong không chút do dự nói ra. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn Bàn Tử một cái. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, vừa nãy hắn nói bên trong hồn hải hắn cũng có một hồn binh, chẳng lẽ trên người hắn cũng có thần binh hay sao? Giờ khắc này, Diệp Phong cũng không dám xem thường Bàn Tử, người có thể có được thần binh không đơn giản. Thần binh, Tiêu Phàm cau mày một cái, mở bàn tay, Tu La Kiếm lập tức xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng, Tu La Kiếm phẩm giai không phải chỉ cửu phẩm mới đúng. Nhìn thấy Tu La Kiếm trong tay Tiêu Phàm. Trong mắt Bàn Tử lóe lên một vòng tinh quang, tựa như đoán được cái gì nhưng không khẳng định. Dù sao, được chiến tộc truyền thừa, Bàn Tử cũng biết rõ rất nhiều bí mật, chỉ là không đem phương diện kia hướng Tiêu Phàm nghĩ mà thôi. Công tử, đây chẳng lẽ chính là Tu La Kiếm trong truyền thuyết? Tu La Kiếm phẩm giai tuyệt đối thuộc về cấp bậc thần binh. Diệp Phong không khỏi vuốt mông ngựa, lại nói, ngài có thể thử nghiệm luyện hóa, nhìn có thể thành công hay không? Luyện hóa như thế nào? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu. Diệp Phong lắc đầu, hắn chỉ là nghe nói qua hồn binh, cũng không biết cụ thể luyện hóa như thế nào. Lão Tam, ngươi thử dụng tâm dẫn ra một tia linh trí Tu La Kiếm, có lẽ có thể thành công. Bàn Tử nhắc nhở, hắn chính là thành công như vậy. Trở về ta thử xem. Tiêu Phàm gật đầu, bất chi bất giác đã đi tới chỗ ở, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào. Lại nhìn thấy U Linh Nhất Hào ngồi ở kia chờ hắn. Bất quá, hắn con ngươi lại là không có rơi vào phía trên U Linh Nhất Hào, mà là rơi vào một cỗ thi thể trên mặt đất.
là ai? Một cỗ sát khí ngút trời từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, thực chất sát khí tựa như liền hư không đều có thể xé nát. Tiêu Phàm tự nhiên một cái liền nhận ra cỗ thi thể kia là ai, cũng chính là bởi vì như thế Tiêu Phàm mới tức giận, ngay sau đó, tất cả ký ức U Linh Nhất Hào đều tràn vào bên trong não hải Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, huyết mạch trên cổ phình lên giống như tiểu trùng, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Đồng dạng, bàn tử cũng chẳng tốt đẹp gì, quanh thân thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm, dẫn theo chiến thiên kích quay đầu liền đi. Lão nhị, đứng lại cho ta. Tiêu Phàm kêu to, thanh âm có chút khàn khàn, hắn đi từng bước một hướng thi thể Lăng Thi Thi, thân thể hơi hơi run rẩy. Ta muốn đi giết bọn chúng. Bàn tử quát ầm lên, hắn như là một đầu hung thú điên cuồng, hiện tại suy nghĩ duy nhất chính là giết đến tận sở ra, vì Lăng Thi Thi báo thù. Ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thi Thi, cũng không quay đầu lại nói, ngươi có thể giết bọn chúng sao? Nếu như có thể, ta hiện tại theo ngươi đi. Bàn tử toàn thân run rẩy, quay người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, nhưng ta không biết lần sau đối mặt lão đại như thế nào, đây chính là muội muội của hắn. Nam nhi tám thước vậy mà chảy nước mắt, có thể thấy bàn tử giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Hắn quỳ trên mặt đất nhìn thi thể Lăng Thi Thi, trước đó từng màn nhìn thấy Lăng Thi Thi còn quanh quẩn trong đầu. Nhưng mà hiện tại, thiếu nữ thuần khiết vậy mà biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Thật xin lỗi, ta tới muộn. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một câu, khom người trước Lăng Thi Thi một cái thật sâu. Nếu như không phải vì cứu bàn tử, cũng không cùng U Linh Nhất Hào mất đi liên hệ, nếu như không có mất đi liên hệ. Tiêu Phàm trước tiên chạy về còn có thể cứu nàng. Dù sao trên người Tiêu Phàm còn có một gốc U Minh Thần Hoa, U Minh Thần Hoa nắm giữ lực lượng khởi tử hồi sinh, bất quá cũng có một cái hạn chế. Chính là người chết không thể vượt qua một canh giờ, thời gian càng dài, hy vọng cứu sống càng xa vời, bởi vì linh hồn một khi tiêu tán cho dù thần tiên cũng không cứu được. Tiêu Phàm xem như một luyện dược sư liền có thể đánh giá Lăng Thi Thi đã chết qua 4 canh giờ. Cho dù nắm giữ U Minh Thần Hoa cũng hết cách xoay chuyển. Người yên tâm, không diệt sở ra, Tiêu Phàm ta thể không làm người. Tiêu Phàm cởi áo ngoài che khuất khuôn mặt Lăng Thi Thi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể nàng thu nhập bên trong hồn giới. Không diệt sở ra, Nam Cung Tiêu Tiêu ta thể không làm người. Bàn tử cũng gần như gào thét đi ra. Trong phòng một trận trầm mặc, Diệp Phong đứng trong góc liền thở mạnh cũng không dám. Sợ Tiêu Phàm lửa giận lan đến gần trên người hắn. Lão nhị, người trước đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất, đến thời điểm chúng ta nháo hắn long trời lỡ đất. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới phun ra một câu. Được, bàn tử khẽ cắn môi, hắn hiện tại trong lòng kìm nén một hơi, chỉ muốn đại sát một trận. Ta hiện tại phải chuẩn bị chút đồ vật, cần yên lặng một chút, lão nhị ngươi ở căn phòng cách vách đi. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong, người thay ta hộ pháp. Vâng, công tử. Diệp Phong gật đầu. Bàn tử cũng không có phản bác, hắn biết rõ Tiêu Phàm hiện tại đoán chừng so với hắn còn phẫn nộ hơn, chỉ là cỗ phẫn nộ bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống mà thôi. Lấy hiểu biết bàn tử đối với Tiêu Phàm không đem cỗ sát ý này phóng xuất ra, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ hai người rời phòng, Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mở ra hồn giới trong phòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trong mắt lập lòe sát ý. Trong bàn tay, trong phòng xuất hiện rất nhiều thạch đầu và đầu gỗ. Nhìn những cục đá này, Tiêu Phàm hít sâu một cái, lạnh giọng nói, Sở Nhãn Nam, vì ứng phó ta, người cũng hao hết tâm tư, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời gian trôi qua, thoáng cái là 2 ngày sau. Mặt trời lên cao, bàn tử đi ra cửa phòng lại nhìn thấy Diệp Phong vẫn thủ hộ trước cửa Tiêu Phàm, nhìn thấy bàn tử đến, Diệp Phong hơi hơi thi lễ, Nam Cung công tử. Lão Tam đâu, còn không có đi ra. Bàn tử cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng Tiêu Phàm. Cũng sắp rồi, công tử trước đó báo danh muốn tham gia Diệp gia tỷ võ chiêu thân. Diệp Phong nói ra, mặc dù hắn vẫn khó chịu Diệp Thệ Thủy cùng Diệp gia. Nhưng ai bảo là hắn từ bên trong lại sợ hãi Tiêu Phàm đây? Nếu như Tiêu Phàm trở thành con rể Diệp Thệ Thủy, Diệp Phong hắn cho dù là mượn 10 cái lá gan đoán chừng cũng không dám ghi hận Diệp Thệ Thủy cùng Diệp gia.
tỷ võ chiêu thân, Bàn Tử lông mày nhíu lại, hắn chỉ nhớ kỹ trước mấy ngày ngũ đại gia tộc muốn vây công Tiêu Phàm, cho nên mới có thể cùng Lăng Thi Thi tiến về Thượng Trọng Thiên, lại không nghĩ rằng phát sinh việc ngoài ý muốn. Về phần cái gì tỷ võ chiêu thân, hắn hoàn toàn không biết, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, là ai nói Diệp gia Diệp Thi Vũ muốn cử hành tỷ võ chiêu thân. Bàn Tử đột nhiên nghĩ tới lúc trước đi tới Vô Song Thánh Thành nghe nói sự tình liên quan tới tiểu ma nữ, tính toán thời gian cũng đại khái không sai biệt lắm. Là ai thì ta không biết, bất quá tỷ võ chiêu thân sắp bắt đầu. Diệp Phong lắc đầu. Ngươi xác định, Bàn Tử đột nhiên tiến lên một bước, thiếu chút nữa thì chèn ép Diệp Phong. Diệp Phong bị khí thế Bàn Tử dọa kêu to một tiếng, ngẩng đầu nhìn chân trời. Suy nghĩ một chút nói, trả qua hơn một canh giờ chính là giữa trưa, đoán chừng luận võ đã bắt đầu. Khi hắn lấy lại tinh thần, Bàn Tử bỗng nhiên từ bên cạnh hắn bay vụt mà qua, hai tay trong nháy mắt đẩy ra cửa phòng Tiêu Phàm, cả người hoàn toàn ngốc trệ ở nơi nào. Nam Cung công tử không cho phép đánh. Diệp Phong hơi hơi tức giận, chỉ là lời còn chưa dứt, thanh âm hắn két két mà dừng, ánh mắt không khỏi đem mỗi một góc trong phòng đều liếc nhìn một cái. Nhưng mà trong phòng sớm đã trống rỗng, nơi nào còn có bóng dáng Tiêu Phàm. Cái tên hỗn trướng này, Bàn Tử giận dữ, quay người liền chuẩn bị rời đi, lúc này Diệp Phong đột nhiên kêu lên. Nam Cung công tử, có tờ giấy, hẳn là công tử lưu lại. Diệp Phong lách mình từ trên mặt bàn trong phòng cầm một tờ giấy chạy tới. Trên tờ giấy vẻn vẹn viết bốn chữ, lão nhị, xin lỗi. Bàn Tử cầm tờ giấy. Toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn chỗ nào không biết, Tiêu Phàm là không muốn liên lụy hắn, một người bản thân chạy đi tỷ võ chiêu thân. Nếu như chỉ là tỷ võ chiêu thân còn tốt, đem hắn gạt sang một bên, Bàn Tử cũng không sao cả. Nhưng Bàn Tử rất rõ ràng, tỷ võ chiêu thân tuyệt đối không đơn giản, rất có thể uy hiếp tính mệnh Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm mới có thể cố ý lừa hắn, sau đó bản thân rời đi. Nếu như không phải bản thân tỉnh kịp thời. Đến thời điểm tỷ võ chiêu thân kết thúc, tất cả cũng không kịp. Tiền bối, người có biện pháp đi Thượng Trọng Thiên chứ? Bàn Tử vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, trước đó Tiêu Phàm cho hắn khối giả thân phận ngọc bài cũng bị Tiêu Phàm thu trở về. Bàn Tử lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến hôm nay, chẳng qua là lúc đó chi tiết kia hắn không có chú ý mà thôi. À, Diệp Phong không hiểu nhìn Bàn Tử, tại sao Bàn Tử gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ Tiêu Phàm có nguy hiểm gì hay sao? Mau dẫn ta đi Thượng Trọng Thiên Diệp gia, lão tam có nguy hiểm đến tính mạng. Bàn Tử hét lớn, hắn đã không kịp chờ đợi chạy tới Diệp gia. Được, ta hiện tại liền dẫn người đi. Diệp Phong nghe vậy lạnh cả tim, không chút do dự mang theo Bàn Tử hướng Thượng Trọng Thiên bay đi. Bàn Tử hơi sững sờ, hắn không biết Diệp Phong tại sao vội vã như thế, so với hắn còn lo lắng hơn rất nhiều. Hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm khống chế tư tưởng Diệp Phong, một khi Tiêu Phàm tử vong, Diệp Phong hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là chỗ kinh khủng của chủng ma chi thuật, căn bản không cho phép người bị khống chế có nửa điểm dị tâm. Đang lúc Diệp Phong mang theo Bàn Tử hướng Thượng Trọng Thiên đuổi tới Lăng gia phủ đệ Thượng Trọng Thiên. Bên trong một tòa tiểu viện ngồi một bạch bào thanh niên, đầu hắn mang kim quan, phong thần như ngọc, tư thế hiên ngang, giống như một tiên nhân giáng trần. Hai con người đen kịt dường như có một đầu yêu dị hỏa phượng bay lượn, lộ ra một cỗ bá đạo tà dị, thanh niên không phải người khác, chính là đại ca Lăng Phong. Hơn một năm thời gian, khí tức trên người hắn cũng càng ngày càng thâm bất khả chắc. Không nghĩ tới lão tam lại có thể yên ổn vượt qua một kiếp, sớm biết ta liền không cần để Thi Thi đem lão nhị dẫn đến. Lăng Phong âm thầm trầm ngâm. Nghĩ vậy, trong con người hắn lóe qua một tia lo lắng, đều đã qua vài ngày. Thi Thi đã sớm nên trở về nói cho ta biết tình huống mới đúng, mấy ngày nay mí mắt giật nhiều quá, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lăng Phong càng nghĩ càng lo lắng, hắn mặc dù bị Lăng Thừa Đạo cấm túc, nhưng sự tình ngoại giới đều nhất thanh nhị sở, tựa có người đem tình báo đưa tới cho hắn. Hôm nay là ngày thi vũ tỷ võ chiêu thân, vô luận như thế nào ta đều muốn ra ngoài nhìn xem. Trong mắt Lăng Phong lóe lên một vòng kiên quyết vẻ, bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu mà hơi có vẻ tang thương vang lên, chẳng biết lúc nào, cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh. Lăng Phong thấy thế, trong lòng lộp bộp,
hơi hơi thi lễ nói, Hải Nhi gặp qua cha. Không sai, người tới chính là Lăng Thừa Đạo, chỉ là ở trong mắt Lăng Thừa Đạo lại không có nhi tử là hắn, Lăng Thừa Đạo con cái đông đảo, chỉ có Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp lọt vào mắt hắn. Những ngày qua, bởi vì cái chết Lăng Thiên, hắn vẫn muốn báo thù, khuôn mặt có chút tiểu tụy. Ngươi coi ta là cha ngươi sao? Bởi vì Tiêu Phàm, Lăng Thừa Đạo liền nhi tử bản thân đều có chút ghi hận. Lăng Phong nheo mắt, hít sâu một cái nói, cha, ngươi có coi ta là con trai của ngươi sao? Hỗn trướng, Lăng Thừa Đạo nghe vậy, gầm thét một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị một cái tát xuống, Lăng Phong mặt không đổi sắc nhìn hắn, bàn tay Lăng Thừa Đạo dừng ở hư không, cuối cùng vẫn không có đánh xuống. Ngươi có coi ta là con trai của ngươi sao? Lời nói Lăng Phong vang vọng thật lâu trong đầu Lăng Thừa Đạo, trên mặt hắn lóe qua thần sắc phức tạp, hắn không thể không thừa nhận từ khi coi Lăng Thiên là người thừa kế đến nay, còn chưa bao giờ nhìn tới Lăng Phong. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới Lăng Phong lại có thể thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, dù sao một khi cơ hội thức tỉnh thất bại, đồng dạng đều không có khả năng thành công thức tỉnh chiến hồn. Cho dù Lăng Phong thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng, hắn cũng không muốn coi trọng hắn. Thậm chí đem hắn đuổi khỏi Vô Song Thánh Thành, bởi vì Lăng Thừa Đạo đã sớm nghĩ đến rất nhiều. Thứ nhất, Lăng Phong thức tỉnh 7 lần chiến hồn mới thành công, lãng phí 7 năm tốt đẹp, cùng Lăng Thiên chênh lệch càng ngày càng xa. Thứ hai, hắn không nguyện ý nhìn thấy con cái huynh đệ bản thân tương tàn, người khác không có thiên phú cũng liền thôi, Lăng Phong hết lần này tới lần khác thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn. Lãng phí thời gian 7 năm. Lăng Phong nếu như cùng Lăng Thiên tranh chấp sẽ chỉ chết rất thảm. Con cái các đại thế gia vì chiếm lấy vị trí gia chủ, huynh đệ tương tàn, thân nhân chết thảm, việc này sớm đã không phải sự tình hiếm lạ, Lăng Thừa Đạo điểm này rất rõ ràng. Hồi lâu, Lăng Thừa Đạo chậm rãi thu hồi bàn tay, nhìn Lăng Phong nói, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta không muốn nhìn thấy huynh đệ các ngươi tàn sát lẫn nhau. Đây chính là cớ ngươi chưa bao giờ coi ta là nhi tử ngươi. Thậm chí đem ta đuổi ra Lăng ra sao? Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói, hắn cũng không biết bản thân tại sao sẽ có dũng khí nói lời này. Lăng Thừa Đạo đứng ở trong sân thật lâu không nói, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận Lăng Phong nói, nhưng sự thật chính là như thế, vô luận như thế nào đều không thể cải biến. Có chút sự tình một khi phát sinh, coi như muốn vãn hồi cũng không kịp. Đại ca Lăng Thiên ngươi đã chết. Sau nửa ngày, Lăng Thừa Đạo lúc này mới nói ra một câu. Ta biết. Lăng Phong không vui không buồn, Lăng Thiên tuy là huynh đệ hắn nhưng chưa bao giờ coi hắn là huynh đệ, nhìn thấy hắn đều là một câu tiện chủng. Dạng huynh đệ này, Lăng Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới thừa nhận, chết cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi liền không có nửa điểm thương tâm. Lăng Thừa Đạo nhìn Lăng Phong, hắn phát hiện từ đầu đến cuối đều không nghiêm túc biết qua nhi tử này. Vài chục năm cộng lại nói chuyện qua còn không bằng hôm nay. Ta có phải nên vì đại ca luôn mồm gọi ta là tiện chủng lưu mấy giọt nước mắt hay không? Lăng Phong hỏi, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Thân thể Lăng Thừa Đạo khẽ run lên, từ giữa hàm răng nói ra một câu, vô luận như thế nào hắn đều là đại ca ngươi, thể nội các ngươi chảy cùng một dòng máu. Thì sao? Lăng Phong nói chuyện giống như đâm. Mỗi một câu cũng như cùng một chuôi đao nhọn cắm lồng bên trên ngực Lăng Thừa Đạo, lòng hắn đang rỉ máu. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn thập phần hối hận, sớm biết rõ đem quan tâm đối với Lăng Thiên, dù là phân ra một phần 10 đặt ở trên người Lăng Phong cũng sẽ không như vậy. Phụ tử trò chuyện với nhau hoàn toàn như hai người xa lạ. Ta nghĩ để ngươi đảm nhiệm người thừa kế Lăng gia gia chủ. Lăng Thừa Đạo hít sâu một cái nói, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Phong. Muốn có được một cái đáp án hắn muốn. Lăng Phong nghe vậy, buồn bã cười nói, cha, ta có thể xem ngươi là hướng ta đền bù tổn thất sao? Hoặc là trong lòng ngươi, các huynh đệ tỷ muội khác đều là phế vật bỏ đi, không cách nào gánh vác gánh nặng người thừa kế Lăng gia. Lăng Thừa Đạo bị Lăng Phong làm tức giận không nhẹ, nếu như hiện tại không phải chỉ có Lăng Phong có thể đảm nhiệm Lăng gia gia chủ, hắn hận không thể một cái tát chết đứa con bất hiếu này. Thế nhưng Lăng Phong nói mỗi một câu đều là ý nghĩ chỗ sâu nhất nội tâm hắn, bởi vì hiện tại xác thực chỉ có Lăng Phong có thể gánh vác gánh nặng người thừa kế Lăng gia. Nhìn thấy Lăng Thừa Đạo trầm mặc, trong lòng Lăng Phong cũng đang rỉ máu, cười thảm nói, cha, từ nhỏ đến lớn, trừ Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp, người có quan tâm những đứa con khác không? Không có,
ngươi cho tới bây giờ không có. Hoặc là trong lòng ngươi, những người khác cũng không xứng trở thành con ngươi, chỉ là ngươi sảng khoái nhất thời mà lưu lại nghiệt chướng. Có thể chúng ta những nghiệt chướng này chưa bao giờ ném qua mặt Lăng gia, thậm chí ở bên ngoài, chúng ta cũng không dám tự cho mình là con cái Lăng Thừa Đạo ngươi, bởi vì dạng này chính là bị người khác xem thường. Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp nói không sai, chúng ta chỉ là tiện chủng, bởi vì cha ruột chúng ta đều xem thường chúng ta có tư cách gì để những người khác để vào mắt đây? Ngươi có từng nghĩ tới Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp sẽ có ngày hôm nay, kỳ thật trách không được người khác, căn nguyên là tại ngươi, bởi vì ngươi quá cưng chiều bọn hắn, để bọn hắn coi trời bằng vung, cuồng vọng tự đại, không biết kết cục này đã định trước cho bọn hắn. Lăng Phong càng nói càng kích động, tựa như đem lời nói giấu ở trong lòng mười mấy 20 năm tất cả đều nói ra hết sạch, nói xong hắn cảm giác cả người đều nhẹ nhõm. Hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày dùng ngữ khí này nói chuyện với Lăng Thừa Đạo. Lăng Thừa Đạo trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, hắn sắc mặt khó coi, một tay bưng bít lấy ngực lộ ra thần sắc thống khổ, Lăng Phong mỗi một câu nói tựa như một thanh kiếm sắc, một kiếm đau nhói trái tim hắn. Lăng Thừa Đạo rất muốn phản bác nhưng hắn lại không biết mở miệng như thế nào, bởi vì Lăng Phong nói đều là sự thật. Tính cách Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp là hắn một tay thúc đẩy, hắn rất hối hận, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Có lẽ, không chỉ là Lăng Phong nghĩ như vậy, những đứa con khác cũng nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn không dám cùng Lăng Thừa Đạo nói chuyện như thế, thậm chí ngay cả cơ hội gặp Lăng Thừa Đạo đều không có. Phù phù. Đột nhiên hai đầu gối Lăng Phong mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lăng Thừa Đạo đột nhiên bừng tỉnh, không biết Lăng Phong là ý gì, vừa rồi nói đã khiến Lăng Thừa Đạo đối với Lăng Phong lau mắt mà nhìn. Trong lòng hắn đã nhận định, nhi tử Lăng Phong này có lẽ không thể yếu hơn Lăng Thiên. Cha, người thừa kế gia chủ Lăng gia, Lăng Phong ta đảm đương không nổi, ta cũng không muốn gánh, ta chỉ muốn tự do tự tại, vô cầu vô thúc truy cầu con đường cường giả. Khẩn cầu cha thành toàn. Lăng Phong nói xong, đầu dập trên đất, ngữ khí kiên quyết vô cùng. Toàn thân Lăng Thừa Đạo run rẩy dữ dội, lùi ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, trong nháy mắt cảm giác già nua mấy chục tuổi. Hắn đến trước đó vốn cho là Lăng Phong sẽ không chút do dự đáp ứng hắn, nào sẽ nghĩ đến trong lòng hắn một mực vẫn lấy người thừa kế gia chủ Lăng gia làm kiêu ngạo, trong lòng Lăng Phong là khinh thường cỡ nào. Người thừa kế gia chủ Lăng gia ở trong mắt người khác là uy phong lẫm lẫm, nhưng mà ở trong mắt Lăng Phong lại không như vậy, thậm chí là lồng giam trói buộc hắn trưởng thành. Nếu như ta giúp ngươi cứu Tiêu Phàm, ngươi có thể nguyện đáp ứng thỉnh cầu ta. Lăng Thừa Đạo hít sâu một cái nói, hắn thập phần không cam lòng, vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này. Lão Tam làm sao? Lăng Phong bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ lệ khí ngập trời từ trên người hắn tản ra. Hư không thiêu đốt lên hừng hực hắc sắc hỏa diễm, cuồng bạo, hung mãnh, khí tức u sâm quét sạch bốn phương tám hướng. Cảm nhận được khí tức trên người Lăng Phong, trong lòng Lăng Thừa Đạo hơi kinh hãi, hắn phát hiện bản thân vẫn là đánh giá quá thấp nhi tử. Diệp gia tỷ võ chiêu thân, Sở gia, Lôi gia, Giang gia, Ngô gia còn có Công Tôn gia tộc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, thậm chí, Hoàng phủ gia tộc cũng ở đây, lần này Tiêu Phàm nhất định khó thoát tai kiếp. Lăng Thừa Đạo nói ra, chỉ cần có thể để Lăng Phong đảm nhiệm người thừa kế gia chủ Lăng gia, Lăng Thừa Đạo cũng sẽ cùng mấy đại gia tộc là địch, bảo trụ Tiêu Phàm. Ta nếu đáp ứng ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta cứu Lão Tam. Lăng Phong nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Băng Điệp là chết ở trong tay Tiêu Phàm, lấy tính cách Lăng Thừa Đạo sẽ bỏ qua Tiêu Phàm sao? Không sai, hắn mặc dù giết Băng Điệp nhưng Lăng gia không thể xuống dốc, cần một người gánh chịu. Lăng Thừa Đạo gật gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Lăng Phong nghĩ cũng không nghĩ, không chút do dự nói. Giờ phút này, Diệp phủ diễn võ tràng. Lôi đài số 1, Tiêu Phàm thắng. Phía trên lôi đài số 1, một đạo thân ảnh bị một bàn tay quất bay, ngay sau đó một đạo thanh âm già nua vang lên. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào phía trên lôi đài số 1, bên trên đứng đấy một hắc bào thanh niên, hắn thần sắc bình tĩnh. Lạnh lùng liếc nhìn lấy tứ phương. Diễn võ tràng thập phần rộng lớn đủ để dung nạp mấy vạn người, trung ương là một mảnh sân, giữa sân bãi trưng bày 9 cái lôi đài to lớn. Lôi đài rất lớn, chiếm cứ xung quanh trăm trượng,
đủ để cho cường giả chiến đế cảnh toàn lực thi triển. Bốn phía thính phòng không còn chỗ ngồi, thậm chí bên ngoài còn đứng lít nha lít nhít bóng người. Tiểu công chúa Diệp gia tỷ võ chiêu thân, Diệp gia xử lý vô cùng cẩn thận, cơ hồ thanh niên vô song thánh thành đều tụ tập ở chỗ này. Tất cả mọi người muốn trở thành con rể Diệp gia, một khi thành công, chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể nhất phi trùng thiên. Tiêu Phàm nhìn chăm chú bốn phía đám người, ngữ khí lạnh nhạt nói kế tiếp. Nhìn qua Tiêu Phàm trên lôi đài số 1 hăng hái, đám người nào còn dám tiếp tục khiêu chiến hắn, phàm là lên lôi đài số 1 khiêu chiến Tiêu Phàm đều bị một cái tát bay. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Tiêu Phàm nếu ở lôi đài số 1 trên kiên trì thời gian một nén nhang coi như thủ lôi thành công, không ít người liền dục dịch. Ta tới, rốt cục vẫn là có người nhìn không được, bay người về phía lôi đài số 1, hướng về phía Tiêu Phàm hơi chắp tay nói, xin chỉ giáo. Xuống dưới, Tiêu Phàm lười nhác liếc hắn một cái, một chiến đế sơ kỳ không làm hắn có tâm tư động thủ, bất quá đối với người dám khiêu chiến mình, Tiêu Phàm không keo kiệt dùng một bàn tay. Tiêu Phàm lực đạo nắm giữ thập phần xảo diệu, mặc dù đem hắn vỗ xuống đài, bất quá cũng không có ra tay độc ác, bằng không mà nói. Một bàn tay Tiêu Phàm tuyệt đối có thể tùy tiện phiến chết một chiến đế sơ kỳ phổ thông. Về phần những tu sĩ chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm vẻn vẹn phóng thích một cái khí tức liền tự động lăn xuống đài. Kế tiếp, Tiêu Phàm khẽ nói, một tay chắp sau lưng, một cái tay khác đặt ở trước người, chuyên dùng để đánh những người kia. Tiêu Phàm, người tiếp tục đắc ý đi, hiện tại bò càng cao, qua một lúc té càng đau, ta nghĩ có rất nhiều người muốn thấy ngươi hài cốt không còn. Một hắc y nhân bên trong xó xỉnh không đáng chú ý, nhìn Tiêu Phàm trên lôi đài số cười lạnh nói. Quanh thân hắc y nhân có mấy người đem hắn bảo hộ, nhìn kỹ, hắc y nhân không có hai chân, toàn thân bó chặt áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt. Chẳng qua nếu như để Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Lôi đài số 1, Tiêu Phàm thủ lôi thành công. Thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Người chủ trì thanh âm vang lên, Tiêu Phàm thành công tấn cấp vòng thứ 2. Trên đài hội nghị, Diệp Thệ Thủy nhàn nhạt nhìn phía dưới, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, so với hơn một tháng trước, thái độ trong lòng hắn đối với Tiêu Phàm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là mặt ngoài vẫn không nguyện ý phản ứng với Tiêu Phàm, dù sao hắn bị mất mặt, hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm hắn còn chuẩn bị hạ thủ. Người tám tòa lôi đài khác tiếp tục chiến đấu, chém giết, không đến nửa canh giờ sau, người trên tám tòa lôi đài rốt cục tấn cấp thành công. Tiêu Phàm quét tám người khác một cái, lại lơ đễnh, không có một người thực lực có thể làm cho hắn đặt ở trong lòng, chỉ là khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, bên trên còn có ba người quen. Ba người quen theo thứ tự là Tô Mạch Hàn, Úy Chỉ Chiều Giải cùng Độc Cô Trường Phong. Tiêu Phàm hơi hơi cau mày một cái. Đã chuẩn bị đem bọn hắn đánh ngã hết. Các ngươi chín người đi lên rút thăm. Người chủ trì thanh âm vang lên, Tiêu Phàm đi lên trước chín người, từ một chiếc hộp màu đen che đậy hồn lực rút ra một cái mã số. Tiêu Phàm quét dãy số trong tay những người khác một cái, liền đại khái đoán được quy tắc tranh tài tiếp theo. Dãy số giống nhau chia làm một tổ, cử hành 3 trận đấu đối kháng, thắng một trận thêm một điểm, hòa không phân thắng bại thì không thêm cũng không giảm điểm. Thua giảm một điểm. Cuối cùng, người nào có điểm tích lũy nhiều nhất tấn cấp vòng thứ 3, các ngươi hiểu chưa? Người chủ trì nhìn 9 người. Đám người gật đầu, Tiêu Phàm nhìn số 1 trong tay, ánh mắt rơi trên người Tô Mạch Hàn cùng một người thanh niên khác. Nếu như Diệp Phong ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, thanh niên này chính là một đồ đệ khác của hắn, Tần Vũ. Ta từ bỏ. Tô Mạch Hàn quét Tiêu Phàm một cái liền nhấc tay hét lớn. Sau đó lại nhìn Tần Vũ một cái, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ, bằng không tự gánh hậu quả. Tần Vũ tựa như không nghe thấy, lách mình liền hướng lấy một cái lôi đài phía trên bay đi, nhìn Tiêu Phàm cười lạnh nói, Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ là của ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Hắn còn nhớ kỹ sư tôn Diệp Phong nói, chuẩn bị trở thành con rể Diệp gia, sau đó đem Diệp Thi Vũ hảo hảo tra tấn một phen, nếu như hắn biết rõ sư tôn hắn đã bị Tiêu Phàm chế phục. Không biết sẽ nghĩ gì. Nhường cho ta cần ngươi nhường sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, trong lòng hắn, tiểu ma nữ như thần thánh, chỉ thuộc về hắn, không phải thứ gì có thể nhường cho. Đạp vào lôi đài,
Tiêu Phàm trực tiếp một bàn tay đem Tần Vũ đập bay, hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất. Đám người thay Tần Vũ cảm thấy đáng thương, Tiêu Phàm là đệ nhất nam vực đại bỉ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ võ chiêu thân trừ Tiêu Phàm ra không có thể là ai khác. May mà ta có dự kiến trước, bằng không đoán chừng lại có thêm một bàn tay. Dưới lôi đài, Tô Mạch Hàn thấy thế không khỏi sờ sờ khuôn mặt. Một bên Tô Mạch Huyên trầm mặc không nói, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tô Mạch Hàn nhìn nói đùa nói ra, tỷ, người hôm nay làm sao một mực không vui, không đúng, có vẻ như lúc ta cho ngươi biết Tiêu Phàm báo danh tham gia luận võ chọn rể ngươi đã không vui, ta nói ngươi không phải là. Ngươi nói hưu nói vượn, có tin ta xé nát miệng ngươi hay không? Không đợi Tô Mạch Hàn nói xong, âm thanh Tô Mạch Huyên lạnh lùng nói, xung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Tô Mạch Hàn rút rút cổ, lại yếu ớt nói một câu, ta nói tỷ, ngươi nếu là thật ưa thích hắn, đi đuổi theo ngay, hắn thật trở thành con rể Diệp gia vậy liền muộn. Nói xong câu đó, Tô Mạch Hàn vội vàng chạy đi, hắn không muốn thực bị Tô Mạch Huyên xé nát miệng. Chỉ là Tô Mạch Huyên lại trầm mặc, ánh mắt nàng một mực rơi vào trên người Tiêu Phàm, thầm nghĩ trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không cố ý đi nịnh nọt Diệp gia, cũng sẽ không vì một nữ nhân xa lạ đi tỉ võ chiêu thân, khẳng định có dụng ý. Xem như thánh thành tứ kiều, Tô Mạch Huyên không thể nghi ngờ là hợp cách, vô luận là thực lực, thiên phú, mỹ mạo, hay là tâm tính, đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là có thời điểm người quá thông minh, suy nghĩ vấn đề cũng liền nhiều, đợi đến khi mất đi, hối hận cũng không kịp. Đương nhiên, cho dù Tô Mạch Huyên chủ động muốn đi bắt lấy, đoán chừng cũng không chiếm được cái gì. Vòng thứ hai rất nhanh liền kết thúc, cuối cùng chỉ có ba người thành công tấn cấp vòng thứ ba. Ba người theo thứ tự là Tiêu Phàm, Úy Chỉ Chiều giải cùng Độc Cô Trường Phong. Trận chiến đầu tiên, Tiêu Phàm đối chiến Độc Cô Trường Phong. Người chủ trì mở miệng quát khẽ. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm cùng Độc Cô Trường Phong xa xa mà trông, Độc Cô Trường Phong cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, lần trước không có cơ hội cùng ngươi. Ba, lời nói chưa dứt thanh âm, đáp lại Độc Cô Trường Phong trực tiếp chính là một bàn tay Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến Độc Cô Trường Phong căn bản không có phản ứng kịp. Khuôn mặt hắn đều bị biến hình, thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Hittt thanh âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên, bọn hắn chờ đợi hồi lâu, Độc Cô Trường Phong quả thực là không có đứng dậy, hiển nhiên là đã hôn mê. Người chủ trì đã thập phần im lặng, chiến đấu cho đến bây giờ, đối thủ của Tiêu Phàm hết thảy đều là một bàn tay. Vô luận là chiến hoàng hay là chiến đế, Tiêu Phàm đều trực tiếp dùng bàn tay chiêu đãi. Ván đầu tiên, Tiêu Phàm thắng, ván thứ hai, Tiêu Phàm đối chiến Úy Chỉ Chiều giải. Người chủ trì hồi lâu mới nói ra một câu. Úy Chỉ Chiều giải phi thân xuất hiện ở phía trên lôi đài, nói Tiêu Phàm, ta biết rõ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không để cho Thi Vũ muội muội gả cho người không quen biết. Nếu là đổi lại một người khác, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không để cho hắn đem một câu hoàn chỉnh nói cho hết lời, Úy Chỉ Chiều giải có thể nói xong, hoàn toàn là Tiêu Phàm cho cha hắn mặt mũi. Ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, Úy Chỉ Chiều giải mặc dù nhìn qua rất đần nhưng làm người rất không tệ. Ta Úy Chỉ Chiều giải còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác bên người có một trận gió, hắn vội vàng dùng tay che khuôn mặt. Bất quá ngược lại truyền đến một cỗ lực đầy to lớn. Khi hắn lấy lại tinh thần, Úy Chỉ Chiều giải đã rơi xuống lôi đài, bên bờ lôi đài Tiêu Phàm lại đứng đấy hai tay khoanh lại. Có lẽ, Úy Chỉ Chiều giải là người duy nhất Tiêu Phàm không dùng bàn tay chiêu đãi. Ván thứ hai, Tiêu Phàm thắng. Người chủ trì hét lớn một tiếng, thắng liên tiếp hai ván, ván thứ ba đã không cần thiết so, sau đó lại nói, này giới tỷ võ chiêu thân, Tiêu Phàm. Chậm đã, người chủ trì lời còn chưa dứt. Đột nhiên một đạo thanh âm thập phần tùy tiện vang lên. Chậm đã, một tiếng quát như sấm quanh quẩn tại hư không, đám người nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh hướng về lôi đài Diệp gia bay tới. Trên không phủ đệ Diệp gia còn dám ngự không phi hành, những người này thật đúng lớn mật. Có người cười lạnh nhìn mấy đạo thân ảnh trên không trung nói. Lúc này, đám người rốt cục thấy rõ hình dạng mấy người. Cầm đầu là thanh niên khôi ngô cả người khoác bạch sắc chiến giáp, hắn phong thần như ngọc, tư thế hiên ngang, một cỗ khí thế vô địch từ trên người hắn nở rộ mà ra,
cho người ta một loại cảm giác thập phần bá đạo. Sau lưng hắn còn đứng năm đạo bóng người, hai nam ba nữ, trong đó bốn người cách thanh niên khôi ngô vài trượng, một nữ tử khoác hỏa hồng thân váy ngắn đứng cách thanh niên khôi ngô không xa. Nữ tử dáng người tinh tế, trước lồi sau lõm, da thịt như là dương chi ngọc dưới ánh mặt trời tản ra yêu diễm quang trạch, hai đoàn mềm mại dường như muốn tránh thoát thân váy dài trói buộc. Một đôi mắt hắc bảo thạch to lóe ra quang mang dị dạng, một đầu tóc ngắn rủ xuống phía trên cái cổ trắng ngọc, đầu vai khiêng một cây huyết sắc trường thương, cả người cho người ta một loại sạch sẽ lưu loát mà thập phần cuồng dã. Đây không phải Chiến Thiên Long, Chiến Vũ Yến à, bọn hắn làm sao lại tới? Chẳng lẽ Chiến Thiên Long cũng đến tỷ võ chiêu thân? Đáng tiếc, hiện tại đã kết thúc, hắn không biết dùng sức mạnh đi, nếu như hắn thật muốn dùng sức mạnh mà nói, đoán chừng Tiêu Phàm cũng không làm gì được. Khẳng định là vậy, trước không nói thân phận Chiến Thiên Long, chính là thực lực hắn cũng không phải Tiêu Phàm có thể khinh thường, hắn là đệ nhất thánh thành bát tuấn. Đám người nhận ra thân phận người, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh niên kia không phải người khác. Thực sự là Chiến Thiên Long đứng hàng thứ nhất thánh thành bát tuấn. Người vô song thánh thành vô luận là ai cũng biết rõ Chiến Thiên Long, dù là chưa từng gặp qua chân nhân cũng nghe nói qua cái tên này, bởi vì Chiến Thiên Long là tòa đỉnh núi cao nhất đại biểu cho một đời trẻ tuổi này, cho tới bây giờ không ai siêu việt hơn. Đệ nhất một đời, đây chính là hình dung tốt nhất đối với Chiến Thiên Long. Mà thiếu nữ cuồng dã bên cạnh hắn chính là Chiến Vũ Yến một trong thánh thành tứ kiều. Chỉ bất quá nàng nhìn qua căn bản không có yêu kiều, bản thân nàng cũng không thích cái danh xưng này. Tiêu Phàm cau mày một cái, từ trên người Chiến Thiên Long, hắn xác thực cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, người này là hắn thấy cường đại nhất, dù là đối mặt Hoàng Phủ Thiên Thần cùng Diệp Trường Sinh cũng không có cỗ áp lực này. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn đã đến hạng nhất, vô luận ai muốn cùng hắn cướp đoạt tiểu ma nữ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chiến thiếu gia, người đến nơi này làm cái gì? Người chủ trì nhất thời không biết làm sao, Tiêu Phàm mặc dù được hạng nhất, nhưng hắn cũng không dám đắc tội Chiến Thiên Long. Ai là Tiêu Phàm? Chiến Thiên Long thập phần bá khí liếc nhìn lấy bốn phía, toàn thân chiến ý tăng vọt. Cái tên điên này, có lẽ không cần ta xuất thủ cũng có thể giết chết Tiêu Phàm. Hắc y nhân trong đám người mị mị hai mắt, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn qua thập phần âm trầm. Nơi xa, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần sắc mặt khó coi, tựa như trong tay Chiến Thiên Long chịu thua thiệt, loại cảm giác này suốt đời khó quên. Ta chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không biết Chiến Thiên Long là vì sao, bất quá hắn có thể cảm nhận được huyết dịch Chiến Thiên Long đang sôi trào, trong lòng hơi trầm xuống, lại một chiến tộc huyết mạch. Chiến Thiên Long, hắn là Chiến La Chiến gia kia, là ngươi đánh bại Diệp Trường Sinh cùng Hoàng Phủ Thiên Thần. Ta vừa mới xuất quan, tới để mời ngươi đánh với ta một trận, đừng nói ta khi dễ ngươi, trước nhường ngươi ba chiêu. Chiến Thiên Long thấy thế, chiến ý tăng vọt. Hiện tại không rảnh. Tiêu Phàm cau mày một cái, nguyên bản hắn coi là Chiến Thiên Long là tới gây sự, hiện tại nhìn đến hắn là suy nghĩ nhiều, cái này nghiễm nhiên chính là một tên cuồng chiến, sau đó quay người nhìn về phía người chủ trì nói, còn không tuyên bố kết quả tranh tài. Người chủ trì mới vừa muốn mở miệng, Chiến Thiên Long lại nói, Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi đánh với ta một trận, ta liền không cản ngươi, bằng không mà nói. Bằng không mà nói như thế nào? Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, con ngươi vô cùng băng lãnh, sát khí đáng sợ từ trong con ngươi hắn bắn ra, nhìn thẳng Chiến Thiên Long. Tiêu Phàm ghét nhất bị người uy hiếp, Phàm là người khác uy hiếp cơ hồ toàn bộ sẽ chết. Cảm nhận được cỗ sát ý này, tất cả tu sĩ bốn phía đều lạnh cả tim, liền thở mạnh cũng không dám. Sợ đắc tội sát thần Tiêu Phàm. Bất quá, Chiến Thiên Long lại tùy tiện cười ha hả, không có mảy may e ngại, ha ha, người càng hung càng tốt, càng hung, người mới có thể phát huy ra đầy đủ thực lực, tới đi, đánh với ta một trận. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, Chiến Thiên Long nghiễm nhiên chính là tên điên, không đánh với hắn một trận là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng Tiêu Phàm hiện tại không có dự định đánh với hắn một trận. Bởi vì tiếp theo hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, đấu một trận sẽ tiêu hao thể lực, đúng là không khôn ngoan. Ngươi muốn chiến, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, hắn hiện tại không thể cùng Chiến Thiên Long chiến đấu, nhưng sau ngày hôm nay, tùy thời đều có thể, cho nên hắn muốn đem thời hạn chiến đấu kéo dài một chút thời gian.
Từ nội tâm mà nói, Tiêu Phàm cũng rất muốn cùng Chiến Thiên Long giao phong, bởi vì hắn cũng là một kẻ cuồng chiến đấu, chỉ có cùng chân chính thiên tài giao thủ mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là lời còn chưa dứt, một tiếng quát như sấm đột nhiên tại hư không vang lên, người muốn chiến, ta chiến cùng ngươi. Còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, một vệt sáng từ phía chân trời gào thét mà tới, hung hăng nện ở lôi đài, oanh một tiếng, lôi đài trực tiếp nổ tung, bốn phía bụi bặm đầy trời. Đám người hít một hơi lạnh, một cước lại đem lôi đài dẫm nát, ai to gan như vậy. Lúc bụi bặm tiêu tán, một đạo thân ảnh khôi ngô cường tráng xuất hiện ở bên trong tất cả ánh mắt mọi người, hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, quanh thân bạch sắc lôi điện xen lẫn, bá đạo dị thường. Đây là ai, tại sao ta cảm giác hắn không hề yếu hơn so với Tiêu Phàm cùng Chiến Thiên Long? Hình như là huynh đệ Tiêu Phàm. Đám người kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Người tới chính là Bàn Tử, dưới sự hướng dẫn Diệp Phong, hắn toàn lực hướng về Diệp Phủ chạy đến, vừa lúc nghe được Chiến Thiên Long muốn khiêu chiến Tiêu Phàm, Bàn Tử chiến ý phóng đại, không chút do dự xuất thủ. Nhìn bóng lưng Bàn Tử, Tiêu Phàm cười khổ một hồi, hắn cố ý vụng trộm rời đi, liền Diệp Phong đều không mang theo, không nghĩ tới Bàn Tử vẫn theo tới. Chiến Thiên Long cảm thụ được khí thế trên người Bàn Tử, cau mày, lại không lỗ mãng như trước đó, có chỉ là vô cùng thận trọng, hắn cảm giác huyết dịch trong cơ thể vậy mà triệt để sôi trào lên. Ngay tại lúc đó, quanh người hắn cũng hiện lên từng đạo cuồng bạo lôi điện chi lực, chỉ là lôi điện quanh người hắn cùng lôi điện Bàn Tử nhan sắc có chút không giống. Bàn Tử là bạch sắc lôi điện, mà Chiến Thiên Long lại là kim sắc. Ngươi là ai? Sắc mặt Chiến Thiên Long trầm xuống nói, thần sắc ngưng trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Bàn Tử thản nhiên nói, hai người không động, khí thế đã đâm vào cùng một chỗ, một cỗ cuồng mãnh phong bạo hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Nam Cung Tiêu Tiêu, ngươi cũng thức tỉnh chiến tộc huyết mạch. Chiến Thiên Long nhìn chăm chú Bàn Tử, hồi lâu mới nói ra một câu, bất quá là truyền âm cho Bàn Tử, những người khác căn bản nghe không được. Đủ tư cách đánh với ngươi một trận chưa? Bàn Tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trầm giọng nói, lão tam hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi muốn đánh với hắn một trận, ta làm ca ca mặc dù không bằng hắn nhưng đủ để chiến với ngươi. Nghe được Bàn Tử nói, Chiến Thiên Long trầm mặc một trận, ánh mắt liếc nhìn trên người Tiêu Phàm vài lần, thập phần không tin nói, hắn là một chiến đế cảnh hậu kỳ lại mạnh hơn chiến đế cảnh đỉnh phong sao. Mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta tin. Bàn Tử tựa tiếu phi tiếu nói. Dù là hắn được chiến tộc truyền thừa, nắm giữ song sinh chiến hồn. Dù là hắn đột phá đến chiến đế đỉnh phong, cao hơn Tiêu Phàm một cảnh giới. Hắn vẫn nhìn không thấu Tiêu Phàm, thậm chí hắn lúc này mới phát hiện, trừ thời điểm ngay từ đầu nhận biết Tiêu Phàm so với Tiêu Phàm mạnh hơn, về sau liền cũng sợ không tới Tiêu Phàm. Trong lòng hắn, Tiêu Phàm không chỉ là huynh đệ hay là sư tôn hắn, tại phương diện công pháp và chiến kỹ, Phàm là nơi không hiểu. Hắn đều là lĩnh giáo Tiêu Phàm. Nếu quả thật muốn đánh với Tiêu Phàm một trận, Bàn Tử cũng không có quá nhiều tự tin, đương nhiên, mấu chốt là hắn không có khả năng cùng Tiêu Phàm liều mạng, đồng dạng, Tiêu Phàm cũng là như thế. Nhưng cùng Chiến Thiên Long chiến một trận, Bàn Tử liền không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, dù là át chủ bài ra hết, hắn cũng phải tranh cao thấp. Bất quá, hiện tại không phải thời điểm cùng ngươi chiến đấu, ngươi muốn chiến một trận. Ta cũng có thể cùng ngươi, một khi chiến đấu đó chính là không chết không thôi. Bàn Tử mở bàn tay, Chiến Thiên Kích bỗng nhiên xuất hiện, một cỗ khí thế cực kỳ cuồng bạo chấn động mà mở. Cái này chẳng lẽ là Chiến Thiên Kích? Chiến Thiên Long con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu nói, không có khả năng, Chiến Thiên Kích biến mất hơn ngàn năm, đoán chừng đã sớm hủy diệt, làm sao có thể tái hiện thế gian? Nghe được Chiến Thiên Long nói một mình, Bàn Tử cũng lười giải thích, hắn không cho rằng đây là Chiến Thiên Kích là tốt nhất, bằng không mà nói bản thân lại phải thêm phiền phức. Chiến Thiên Long còn là người thứ nhất nhận ra Chiến Thiên Kích, điều này cũng làm cho Bàn Tử đề tỉnh một câu, về sau tốt nhất đừng tùy tiện trước mặt chiến tộc sử dụng Chiến Thiên Kích. Chiến Thiên Long họ Chiến, 89 phần 10 chính là hậu nhân chiến tộc hàng ngàn năm trước. Liền cùng Chiến La Tuyết Nguyệt Hoàng Triều phía dưới sông băng là cùng một tộc nhân. Chờ việc này qua đi, ta lại đánh với ngươi một trận. Chiến Thiên Long ngược lại cũng không phải người hung hăng càn quấy, Bàn Tử liền lời này đều nói ra,
điều này nói rõ bọn hắn thật có sự tình. Cũng không đợi bàn tử trả lời, Chiến Thiên Long trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện ở bên ngoài diễn võ trường. Đám người thầm than đáng tiếc, vốn cho là Chiến Thiên Long đến sẽ làm khó Tiêu Phàm, chí ít cũng sẽ đánh với Tiêu Phàm một trận, như thế cũng có thể mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, Chiến Thiên Long cùng Tiêu Phàm cũng không cừu hận, hắn tới đây chỉ là muốn cùng Tiêu Phàm luận bàn mà thôi. Diệp Trường Sinh cùng Hắc Y Nhân trong đám người, tất cả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lúc nào Chiến Thiên Long nói chuyện tốt như vậy, nếu là trước kia, tuyệt đối là chào hỏi không đánh, trực tiếp khai chiến. Bọn hắn không biết là Chiến Thiên Long sở dĩ không có động thủ là bởi vì thể nội bàn tử thiêu đốt chiến tộc huyết mạch. Hơn nữa, hắn vừa mới cùng bàn tử dùng khí thế cùng hồn lực va chạm, căn bản không có chiếm được chỗ tốt gì, nếu chiến một trận, hắn cũng không chắc. Lão nhị, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng. Rốt cục có thể gặp được tiểu ma nữ. Bàn tử mỉm cười, đối với sự tình trước đó không nhắc tới một lời, làm huynh đệ không phải là nên yên lặng duy trì sao. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía người chủ trì hít sâu một cái nói, giới tỷ võ chiêu thân, Tiêu Phàm chiến thắng. Tiêu Phàm, không đúng, hẳn là cô gia, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Bốn phía truyền đến không ít thanh âm chúc mừng. Trên đài hội nghị, Diệp Thệ Thủy cũng chậm chậm đứng dậy, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lóe lên vẻ kinh dị, trước kia hắn có lẽ xem thường Tiêu Phàm, nhưng giờ này ngày này, hắn đối với Tiêu Phàm đã không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Nam vực đại bỉ đệ nhất, tỷ võ chiêu thân đệ nhất, hắn còn có cái gì bất mãn đây? Diệp Lâm Trần lộ khuôn mặt băng lãnh bên trong mặt nạ, rốt cục tỏa sáng một tia thần thái. Chỉ là hắn căn bản không biết cười như thế nào, coi như miễn cưỡng gạt ra một ý cười cũng thập phần khó coi. Tảng đá lớn hắn mang trong lòng cũng triệt để buông xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể đi đến một bước này, liền Thánh Thành Bát Tuấn đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Diệp Lâm Trần trong lòng đã dự định làm rất nhiều loại, một khi Tiêu Phàm thất bại, hắn liền chuẩn bị mang theo tiểu ma nữ thoát khỏi Vô Song Thánh Thành, chỉ là hy vọng như vậy rất xa vời. Nếu như vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ nhẫn tâm giết tiểu ma nữ, bởi vì đây là thỉnh cầu cuối cùng của tiểu ma nữ đối với người ca ca này. Bây giờ, những khả năng này tất cả đều hóa thành hư ảo, Tiêu Phàm thắng, cuối cùng cũng có tư cách quang minh chính đại cùng với tiểu ma nữ, sâu trong nội tâm Diệp Lâm Trần hắn cũng khá là cao hứng. Trên đời này, cũng chỉ có tiểu ma nữ mới có thể làm cho hắn lo lắng. Những ngày qua, Tiêu Phàm thật có thể nói là được cả danh và lợi, bây giờ lại ôm mỹ nhân về. Đám người không ít tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập ước ao ghen tị. Bây giờ Tiêu Phàm trở thành con rể Diệp gia, về sau còn có ai dám đối với hắn động tâm tư. Trong đám người, Tô Mạch Hàn nhìn Tiêu Phàm bay đi, âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn Tô Mạch Huyên một cái, lại nhìn thấy Tô Mạch Huyên trong nháy mắt chớp động, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trên đài hội nghị, Tiêu Phàm thật sâu nhìn Diệp Thệ Thủy một cái, thản nhiên nói, Diệp gia chủ, ta đến. Lúc đầu hắn là chuẩn bị gọi thẳng danh tự Diệp Thệ Thủy, nhưng cuối cùng vẫn cho Diệp Thệ Thủy một chút mặt mũi, dù sao hắn vô luận như thế nào đều là nhạc phụ đại nhân tương lai mình. Sắc mặt Diệp Thệ Thủy rất bình tĩnh tránh ra, chỉ thấy phía sau đột nhiên một thiếu nữ bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới, một bộ mũ phượng khăn quàng vai dưới ánh mặt trời lộ ra sáng chói. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Nàng xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt giống như một dòng thanh tuyền, nhìn quanh tự có một khí chất thanh nhã siêu tục, để cho người ta vì đó tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nàng tựa như tiên tử trong tranh đi ra, đẹp đến mức không cách nào hình dung, khuôn mặt hơi có vẻ ngại ngùng càng làm người thương yêu thích. Một tia này, tất cả ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiêu Phàm như si như say, trên mặt tràn đầy ý cười chậm rãi đi qua, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, nhu tình nói, ngươi thật đẹp. Ba chữ, bộc lộ nỗi khổ tương tư của Tiêu Phàm, trong đầu hắn nghĩ khổ chính là khuôn mặt sở động lòng người, bây giờ không chỉ nhìn thấy, còn chân chính chạm đến. Giờ phút này, Tiêu Phàm rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, bản thân rốt cục làm được. Tiểu ma nữ xấu hổ cười một tiếng, nhẹ nhàng rúc vào bên người Tiêu Phàm, không lọt vào mắt những người khác, giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ có tràn đầy hạnh phúc, không còn gì khác.
nguyên lai bọn hắn đã sớm yêu nhau. Tô Mạch Huyên nhìn qua Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ trên đài, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hâm mộ, còn có từng tia ghen ghét. Hay cho một đôi cẩu nam nữ, không, hay cho một đôi gian phu dâm phụ trời đất tạo nên. Bàn tử sớm đã đi xuống lôi đài cũng cười, cười thập phần sán lạn, từ nội tâm vì Tiêu Phàm cảm thấy cao hứng. Bàn tử, người hình như là huynh đệ Tiêu Phàm đi, làm sao nói thế? Đứng ở cách đó không xa, Tô Mạch Hàn hung hăng chừng bàn tử một cái, lập tức tà tà cười một tiếng, bất quá, lời này của ngươi, ta thích. Ha ha, bàn tử cùng Tô Mạch Hàn cất tiếng cười to. Tô Mạch Huyên không khỏi hung hăng liếc hai người một cái, cường điệu nói, là một đôi bích nhân trời đất tạo nên. Trên đài hội nghị, tiểu ma nữ lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, mới phát hiện xung quanh còn có vô số con mắt nhìn qua bọn hắn, vội vàng buông cánh tay Tiêu Phàm. Làm sao, tiểu ma nữ cũng thẹn thùng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, tiểu ma nữ tức giận nhìn Tiêu Phàm một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên một cỗ khí thế bàng bạc từ đằng xa cuốn tới. Tiêu Phàm, không biết ngươi là muốn nữ nhân này hay là muốn huynh đệ đây? Ngay tại lúc đó, một đạo quát như sấm, băng lãnh ở chân trời vang lên. Nguyên bản hình ảnh yên tĩnh mà tường hòa, trong nháy mắt bị tiếng phẫn nộ kia đánh vỡ. Đám người ánh mắt đều hướng về chân trời nhìn lại, lại nhìn thấy một hắc y nhân chậm rãi lơ lửng, hắn hai chân đứt gãy, bốn đạo bóng đen đứng bên người. Những người này tự tìm cái chết không thành, dám uy hiếp Tiêu Phàm. Hiện tại thân phận Tiêu Phàm khác biệt, hắn là con rể Diệp gia. Trong đám người có người mở miệng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Hoặc là hắn có cái gì ỷ vào cũng khó nói, vừa nãy hắn không phải nói à? Tiêu Phàm muốn nữ nhân hay là huynh đệ, đoán chừng huynh đệ Tiêu Phàm trong tay hắn. Lại có người thần sắc nghiêm một chút, biết rõ việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối phương dám can đảm gọi Tiêu Phàm, thực lực chỉ là một phương diện, chủ yếu nhất là nắm giữ thủ đoạn áp chế Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một tay nhẹ nhàng ôm lấy phần eo tiểu ma nữ, thần sắc bình tĩnh nhìn hắc y nhân, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như hắn đã sớm biết rõ sẽ phát sinh dạng này. Số lưu manh. Tiểu ma nữ lo lắng nhìn Tiêu Phàm. Yên tâm, tất cả có ta. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ vòng eo tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ gật đầu, mỗi lần Tiêu Phàm lộ ra nụ cười này, đã nói lên hắn thập phần tự tin, đối với nhân mình, nàng từ trong đáy lòng tin tưởng. Tiêu Phàm, người thật đúng là một cái tình chủng, vì nữ tử con thứ Diệp ra vậy mà không tiếc vạn giảm tới đây, người không biết tình yêu đẹp đẽ sẽ nhanh chết sao? Hắc y nhân truyền đến thanh âm lạnh lùng mà u sâm. Sở Nhãn Nam, không cần che che lấp lấp, liền giống như người khác đều không biết là ngươi. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn hắc y nhân. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, hắc y nhân là Sở Nhãn Nam. Nghe nói Sở Nhãn Nam tại Nam vực đại bỉ bị Tiêu Phàm chặt đứt hai chân, người này cũng không có hai chân, có lẽ thực là hắn. Có người nghiêm túc phân tích nói. Vừa dứt lời, hắc y nhân chậm rãi xốc vành nón lên, lập tức lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, một đôi con ngươi màu đỏ tươi hiện ra quang mang khát máu. Quả nhiên là Sở Nhãn Nam, đám người hít sâu một cái, nhao nhao hướng về bốn phía tản ra, để tránh tai bay vạ gió. Rất nhiều người lộ ra hiểu vẻ, khó trách hắn dám ở phủ đệ Diệp gia ứng phó Tiêu Phàm, nguyên lai là người Sở gia. Diệp gia cùng Sở gia bên trong bát đại thế gia xếp hạng thứ hai cùng thứ ba. Sở gia xác thực không sợ Diệp gia, bởi vì nội tình Sở gia chưa hẳn kém hơn Diệp gia bao nhiêu, hơn nữa, tại một phương diện khác Sở gia hoàn toàn có thể nghiền ép Diệp gia. Chính là luyện dược, dù sao Sở gia là ngàn năm luyện dược thế gia. Lần trước để ngươi trốn qua một kiếp, ngươi thật đúng là không phải may mắn bình thường, không biết ngươi lần này có còn yên ổn sống sót hay không. Sở Nhãn Nam nhe răng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên nơi xa một vệt sáng bay vụt tới, đó là ba lão giả, ba người trong tay đều dẫn theo một đạo thân ảnh, chính là Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú. Tử Tinh Lôi Thú Tiêu Phàm tự nhiên cũng một cái nhận ra, hơn nữa bàn tử trước kia cũng đã nói với hắn, chỉ là cùng với Sở Khinh Cuồng không phải còn có Lâu Ngạo Thiên sao? Sở Khinh Cuồng bị bắt, Lâu Ngạo Thiên lại đi nơi nào? Mặt khác, Quan Tiểu Thất, Tử Tinh Lôi Thú cùng Sở Không cũng là cùng một chỗ.
Quan Tiểu Thất cùng Tử Tinh Lôi Thú ở chỗ này, Sở Phiền làm sao cũng không thấy. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cùng một chỗ, còn có đứa bé kia đâu? Tiêu Phàm trầm giọng nói, nguyên bản hắn coi là Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cùng một chỗ sẽ không xảy ra chuyện. Hắn không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn phát sinh, Sở Khinh Cuồng bị Sở ra bắt, càng dùng để uy hiếp bản thân. Nhìn Quan Tiểu Thất cùng Sở Khinh Cuồng vết thương chồng chất, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia lệ khí. Trong đám người, Bàn Tử lên cơn giận dữ thiếu chút nữa thì xông lên, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn cản, hắn cũng biết rõ, một khi hắn xuất hiện, đoán chừng Sở Nhạn Nam sẽ dùng Bàn Tử đến uy hiếp Tiêu Phàm, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Ngươi còn có thời gian quan tâm những người khác? Sở Nhạn Nam cười lạnh nói, Tiêu Phàm, ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa à, hiện tại cho ngươi một cơ hội cứu bọn hắn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện ta liền thả bọn hắn. Ta đây vừa lúc có hai điều kiện, đầu sủng vật này coi như ta tặng cho ngươi. Nói xong, Sở Nhạn Nam cho lão giả bên cạnh một cái ánh mắt, lão giả nhìn Tử Tinh Lôi Thú bên người một cái, tiện tay liền ném ra. Tử Tinh Lôi Thú hóa thành một vệt sáng hung hăng đập trên lôi đài, tóe lên vô số bụi bặm. Tử Tinh Lôi Thú tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ là vừa mới đứng dậy liền lại ngã xuống đất không dậy nổi. Rất hiển nhiên, Tử Tinh Lôi Thú không chỉ bị thương nặng, hơn nữa còn trúng độc. Ta nếu không đáp ứng thì sao? Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, dù là bị người uy hiếp, hắn vẫn không thích bị động, nhất là hắn nhìn thấy Tử Tinh Lôi Thú. Lấy nhãn lực hắn liếc cái liền thấy Tử Tinh Lôi Thú cũng là chúng thất nhật diêm la. Hơn nữa thời gian lưu cho Tử Tinh Lôi Thú đã không nhiều, nếu như trong vòng một ngày không thể giải độc, Tử Tinh Lôi Thú hẳn phải chết là không nghi ngờ. Đồng dạng, Quan Tiểu Thất cùng Sở Khinh Cuồng cũng chẳng tốt đẹp gì, ba người chúng độc thời gian và nghiêm trọng cơ hồ giống nhau như đúc. Phốc, Sở Nhạn Nam đưa tay chính là một kiếm, trước ngực Quan Tiểu Thất lưu lại một đạo vết kiếm thật sâu. Máu tươi thẩm thấu y phục, Quan Tiểu Thất đột nhiên kinh tỉnh lại, đau nhe răng trợn mắt. Sở Nhãn Nam, người hạng người âm hiểm, con mẹ nó ngươi nếu là nam nhân, cùng lão tử đấu một trận. Quan Tiểu Thất phẫn nộ gào thét, thanh âm rất nhỏ, hắn mất quá nhiều máu tươi, thân thể hết sức yếu ớt. 3. Sở Nhãn Nam đưa tay tát trên mặt Quan Tiểu Thất, Quan Tiểu Thất trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt có nhiều vết rách, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Tiêu Phàm, nguyên lai người có nữ nhân, liền tính mệnh huynh đệ mình đều không để ý a. Sở Nhãn Nam càn rỡ cười to, hắn rất muốn Tiêu Phàm chết, nhưng không muốn Tiêu Phàm dễ dàng chết như thế. Trước khi Tiêu Phàm chết, hắn nhất định phải hảo hảo tra tấn Tiêu Phàm, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thả Quan Tiểu Thất cùng Sở Khinh Cuồng, chỉ là hắn dùng thẻ đánh bạc để uy hiếp Tiêu Phàm mà thôi. Hơn nữa, trong kế hoạch hắn, không chỉ Tiêu Phàm phải chết. Nữ nhân hắn cũng phải chết, đồng dạng huynh đệ hắn cũng phải chết. Hắn muốn Tiêu Phàm tận mắt thấy nữ nhân và huynh đệ chết trước mặt hắn mà bất lực, đây đối với Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là thống khổ to lớn nhất. Lấy hiểu biết của Sở Nhạn Nam đối với Tiêu Phàm cũng trọng tình trọng nghĩa, nếu vì nữ nhân mà hy sinh tính mệnh huynh đệ mình, hắn chú định cả một đời đều sẽ sống trong thống khổ. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào đi tổn thương tiểu ma nữ. Hắn tình nguyện tổn thương hắn. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi giết nữ nhân ngươi, ta liền thả Sở Khinh Cuồng, như thế nào? Sở Nhạn Nam nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong lòng thập phần sảng khoái, cái này chính là kết quả hắn muốn sao? Sở Nhạn Nam, ngươi muốn chết sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Lâm Trần liền quát chói tai một tiếng phóng lên tận trời, cuồn cuộn sát khí tại hư không nở rộ. Sắc mặt Diệp Thệ Thủy cũng khó coi. Hắn không phải Lăng Thừa Đạo, đối với nhi nữ bản thân hắn coi như yêu quý, nghe Sở Nhãn Nam uy hiếp, hắn trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Nha, ta rất sợ hãi. Sở Nhãn Nam ra vẻ kinh ngạc, vỗ vỗ ngực bản thân, nhìn thấy Diệp Lâm Trần đột nhiên ngừng bước chân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cười gằn nói, Tiêu Phàm, ngươi có thể lựa chọn. Vì Sở Khinh Cuồng đi giết tiểu ma nữ, Tiêu Phàm chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hắn mặc dù coi Sở Khinh Cuồng là bằng hữu nhưng còn chưa gọi nhau huynh đệ. Nhận biết Sở Khinh Cuồng đến nay, Tiêu Phàm nhiều lần cứu Sở Khinh Cuồng, Sở Khinh Cuồng ngông nghênh cương trực, ngược lại không cảm kích, một mực đang nghĩ biện pháp đem nhân tình trả lại Tiêu Phàm không thiếu Sở Khinh Cuồng cái gì. Đương nhiên,
nếu như có thể Tiêu Phàm vẫn sẽ tận khả năng bản thân có để cứu hắn, chỉ là để lựa chọn tiểu ma nữ cùng Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự lựa chọn tiểu ma nữ. Tiêu Phàm sở dĩ do dự là, điều kiện thứ nhất nếu như không đáp ứng Sở Nhãn Nam, thẻ đánh bạc kế tiếp chính là Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất nếu như chết, trong lòng Tiêu Phàm đời này đều sẽ không dễ chịu, bởi vì hắn coi Quan Tiểu Thất là huynh đệ sinh tử, đây mới là điều hắn lựa chọn khó khăn. Còn chưa nghĩ ra sao? Sở Nhãn Nam trên mặt cứng đờ, sự tình có vẻ như không phát triển dựa theo hắn tưởng tượng như thế, chẳng lẽ Tiêu Phàm không nguyện ý cứu Sở Khinh Cuồng? Thật sự là Sở Nhãn Nam đem Sở Khinh Cuồng nghĩ quá trọng yếu, hắn không biết, Sở Khinh Cuồng trong lòng Tiêu Phàm cũng không trọng yếu như vậy. Hắn có vẻ như là người Sở ra đi, người dùng người Sở ra đến uy hiếp ta. Ngươi không phát hiện ngươi vô cùng ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ ngươi khi còn bé đầu bị con lừa kẹp? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, mặt coi thường nói. Nguyên lai là người Sở ra, dùng tính mệnh người mình đến uy hiếp Tiêu Phàm, Sở Nhãn Nam có bệnh à? Khó trách Tiêu Phàm không có để ý tới, thân sắc thập phần bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản là không muốn lựa chọn, Sở Nhãn Nam thẻ đánh bạc có vẻ như không được tốt lắm. Đúng vậy, Tiêu Phàm căn bản không bị uy hiếp. Đám người nghe vậy lộ ra tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn về phía Sở Nhãn Nam tựa như đang thẩm vấn một cái thằng hề. Sắc mặt Sở Nhãn Nam đỏ bừng, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm không giống như là đang làm giả, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng thực chỉ là bằng hữu bình thường. Chỉ có tiểu ma nữ có thể cảm nhận được, tay Tiêu Phàm đặt ở bên hông nàng hơi hơi run rẩy. Mặc dù Sở Khinh Cuồng chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn hắn chết ở chỗ này. Sở Nhãn Nam, người bị Tiêu Phàm đoạn hai chân, người cũng không bị ngốc chứ. Tô Mạch Hàn không kiêng nể gì cả cười lên, hắn hoàn toàn sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội đả kích Sở Nhãn Nam. Không phải hắn ngốc, là phụ mẫu hắn ngốc, hắn sinh ra liền nên trực tiếp một cái dám bắn chết hắn. Tiêu Phàm phụ họa nói, thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích, tựa như đang cố ý chọc giận Sở Nhãn Nam. Tiêu Phàm, người thật muốn hắn chết. Sở Nhãn Nam nhe răng trợn mắt nhìn Sở Khinh Cuồng, hận không thể một bàn tay đập xuống. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, Tiêu Phàm nói không sai, Sở Khinh Cuồng vô luận như thế nào đều là Sở gia, hiện tại dùng hắn đến uy hiếp Tiêu Phàm đều bị rất nhiều người đâm cột sống. Nếu quả thật giết hắn thì Sở Nhãn Nam còn như thế nào? Đoán chừng người ở đây nói ra nước bọt đều có thể dìm chết. Tiêu Phàm căn bản không vì hắn bức bách. Ngược lại cười nhạt một cái nói, Sở Nhãn Nam, cha mẹ ngươi thiếu thế giới này một cái lòng. Có ý tứ gì? Sở Nhãn Nam mặt âm trầm, trong lúc nhất thời không biết ý Tiêu Phàm là cái gì. Không chỉ là hắn, rất nhiều tu sĩ ở đây đều không minh bạch câu nói này của Tiêu Phàm có ý gì. Ngược lại Tô Mạch Hàn đột nhiên lên tiếng cười ha hả, người đều kém chút cười rút, ngồi chồm hổm trên mặt đất khoanh tay dậm chân, đám người cổ quái nhìn Tô Mạch Hàn. Có buồn cười như vậy sao? Tô Mạch Huyên vặn lấy lỗ tai Tô Mạch Hàn. Tỷ, ngươi để cho ta lại cười một hồi, cái này thực quá buồn cười. Tô Mạch Hàn cười toàn thân như nhũn ra, lúc này mới đứng lên nói tỷ, ngươi nhất định muốn ta nói. Tô Mạch Hàn vẫn nhịn không được ý cười, đôi mắt đẹp Tô Mạch Huyên lấp lóe, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, xác định. Ý tứ Tiêu Phàm là cha hắn mẹ tại lúc ấy nên dùng biện pháp an toàn. Như vậy thì sẽ không sinh ra hắn, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tô Mạch Hàn giải thích nói, mắng chửi người, ta hiện tại chỉ phục Tiêu Phàm. Đám người nghe vậy, có không ít người minh bạch tới, khóe miệng giật một cái, bọn hắn rất muốn cười nhưng lại không dám cười, Sở Nhãn Nam tự nhiên cũng minh bạch ý tứ trong đó, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Nhưng mà, Tô Mạch Huyên lại thập phần nghiêm túc nói ra, không hiểu. Cái này có gì không minh bạch? Ý tứ Tiêu Phàm không sai biệt lắm chính là, lúc trước cha Sở Nhãn Nam hắn nên đem hắn bắn trên tường, như vậy thì không có kẻ ngu dốt này, ta nói trực tiếp như vậy, đơn giản, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tô Mạch Hàn vừa lớn tiếng giải thích một lần. Tô Mạch Hàn nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, không ít nữ tu sĩ đều ngại ngùng cúi thấp đầu, thầm mắng Tô Mạch Hàn cùng Tiêu Phàm lưu manh. Tô Mạch Hàn, ngươi tự tìm cái chết. Sở Nhãn Nam gầm thét một tiếng. Một cỗ sát khí đáng sợ hướng về Tô Mạch Hàn đánh tới. Làm sao, còn không cho nói hay sao? Giận rồi à, Tô Mạch Hàn vui mừng không sợ, Sở Nhãn Nam thời kỳ tột cùng hắn đều không sợ,
huống chi hiện tại đã là một kẻ bị phế một nửa người đây. Đưa tay vung lên, luồng sát khí trong nháy mắt bạo tán mà mở. Cút, Sở Nhãn Nam thực phẫn nộ, hắn bay đến bên cạnh Sở Khinh Cuồng, một bàn tay vung ra đánh vào bên trên lồng ngực Khinh Cuồng, Sở Khinh Cuồng hóa thành một vệt sáng đập trên lôi đài. Hắn không làm gì được Tô Mạch Hàn đành phải dùng Sở Khinh Cuồng để phát tiết nội ý trong lòng, huống chi Sở Khinh Cuồng trúng độc rất nặng, coi như thả hắn cũng sống không được bao lâu. Tiêu Phàm, ta nói không qua ngươi mồm mép khéo léo, bất quá, nếu như ta làm thịt hắn thì sao? Sở Nhãn Nam vặn lấy cổ áo Quan Tiểu Thất cười lạnh nói. Ngươi dám, Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng, địa vị Quan Tiểu Thất trong lòng hắn tự nhiên cùng Sở Khinh Cuồng không giống. Một cỗ nộ khí ngập trời tản ra. Tiêu Phàm không phải thần, hắn cũng là người, bản thân có hỉ nộ ái ố. Ha ha, ngươi hiện tại rốt cục tức rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tức giận. Sở Nhãn Nam nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó đột nhiên lấy ra một chuôi tiểu đao, vẽ mấy đao trên người Quan Tiểu Thất. Hư không máu tươi chảy ra, bất quá Quan Tiểu Thất liền hừ đều không hừ một tiếng. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên, bất quá vừa nghĩ thực lực ba hắc y nhân, Tiêu Phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba lão giả có thể là chiến thánh sơ kỳ, rất hiển nhiên là hàng ngũ trưởng lão Sở gia, từ nơi này Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra, một khi hắn động thủ, cũng không phải là một người Sở Nhãn Nam mà là toàn bộ Sở gia. Hắn cũng không thể không sợ hãi thán phục nội tình Sở gia, cùng Lôi gia so sánh. Không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Phía trên không trung, Sở Nhãn Nam từng đao cắt thân thể Quan Tiểu Thất, giọt máu tươi từ không trung vương vãi xuống. Dừng tay, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, trên trán nổi gân xanh như là tiểu trùng ngọa nguậy, hắn còn chưa từng nghĩ giết một người như thế này, giờ phút này Tiêu Phàm hận không thể đem Sở Nhãn Nam ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm, người yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết, thẳng đến khi người đáp ứng điều kiện ta mới thôi. Sở Nhãn Nam tà tà cười một tiếng, động tác trên tay căn bản không có dừng lại. Như thế xuống dưới, Quan Tiểu Thất sớm muộn sẽ đổ máu mà chết. Đám người hít sâu một cái, tất cả đều bị Sở Nhãn Nam âm hiểm và tàn nhẫn trấn trụ. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, giữa huynh đệ mình cùng nữ nhân yêu mến, Tiêu Phàm sẽ lựa chọn như thế nào? Đây đúng là một sự lựa chọn khó khăn, Tiêu Phàm nếu như chọn từ bỏ Quan Tiểu Thất. Đoán chừng suốt đời này hắn sẽ áy náy, quan hệ cùng tiểu ma nữ trước đó cũng chỉ càng ngày càng xa. Mà một khi giết tiểu ma nữ, Tiêu Phàm làm sao có thể tiếp nhận nổi, hắn bây giờ làm tất cả đều là vì tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ chết, Tiêu Phàm cho dù không tự sát, đời này đoán chừng cũng triệt để phế, thậm chí tình nghĩa huynh đệ cùng Quan Tiểu Thất trước đó cũng sẽ từ từ thôi diệt. Không thể không nói, Sở Nhãn Nam một chiêu này rất âm hiểm, hơn nữa thập phần có hiệu quả. Đánh vào nơi mềm yếu nhất của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở trên đài nhìn Quan Tiểu Thất trên không trung không ngừng nhỏ xuống máu tươi, con người hắn càng ngày càng âm trầm. Trong đám người, bàn tử cũng chẳng tốt đẹp gì, khí thế đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên. Xông lên bàn tử lại không dám, mệnh Quan Tiểu Thất bị khống chế trong tay Sở Nhãn Nam, một khi hắn có động tác, đoán chừng liền sẽ trực tiếp một đao giết Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm, người chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết sao? Sở Nhãn Nam hét lớn, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, từ khi Tiêu Phàm đoạn hắn hai chân, hắn liền âm thầm thề, nhất định để Tiêu Phàm sống không bằng chết. Hiện tại, hắn xác thực làm được, trong lòng Tiêu Phàm chưa từng giàu gì như này. Số lưu manh. Lúc này, tiểu ma nữ đột nhiên kéo tay Tiêu Phàm, nói, có thể trước khi chết trở thành nữ nhân của ngươi, ta cũng thỏa mãn. Dù sao ta còn sống không bao lâu, nếu như mệnh ta đủ cứu hắn, vậy ta cũng chết không tiếc. Tiểu ma nữ ngữ khí thập phần chân thành, nói ra lời này thần sắc rất bình tĩnh, đối mặt với tử vong, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Tẩu tử, Quan Tiểu Thất ta một đầu tiện mệnh, chết thì chết, ngươi và tam ca cần phải trăm năm tốt đẹp, sớm sinh quý tử. Quan Tiểu Thất dường như dùng hết phần khí lực cuối cùng quát ầm lên. Quan Tiểu Thất biết rõ. Tiểu ma nữ chính là động lực Tiêu Phàm một mực cố gắng, bây giờ hai người thật vất vả ở cùng một chỗ, hắn làm sao nhẫn tâm chia rẽ bọn họ đây. Huống chi, tiểu ma nữ vì không để cho Tiêu Phàm thống khổ,
tình nguyện hy sinh tính mạng mình cứu hắn. Quan tiểu thất hắn làm sao có thể không dùng cái chết đi thành toàn Tiêu Phàm bọn họ. Đáng tiếc, hắn hiện tại tu vi bị phong ấn, muốn chết đều không thể. Số lưu manh, người cũng biết rõ tình huống ta, người còn do dự gì đây? Sau khi ta chết, có dạng huynh đệ bọn hắn bồi tiếp ngươi, ta cũng yên tâm. Tiểu ma nữ cười nói. Ánh mắt Tiêu Phàm màu đỏ tươi chậm rãi thu hồi lại, lúc nhìn về phía tiểu ma nữ trong nháy mắt bình tĩnh như nước, hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ma nữ tựa như muốn đem khuôn mặt này vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Mạng huynh đệ của ta trọng yếu, nhưng mệnh nữ nhân của ta cũng trọng yếu giống vậy, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như tâm can, thiếu ai cũng không được, các ngươi ai cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chết. Tiêu Phàm ngữ khí âm vang hữu lực nói. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi còn nói vớ vẩn sao? Còn không động thủ, huynh đệ ngươi sẽ phải chết. Sở Nhãn Nam cười gằn nói. Nghe được Tiêu Phàm nói, rất nhiều nữ tu sĩ trong đám người hai mắt đỏ bừng, bọn hắn chỉ nghe nói qua huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như tâm can, dạng này mà nói, nếu như mình có thể gả cho một nam nhân đem bản thân xem như tâm can. Đó là hạnh phúc biết bao. Không hề nghi ngờ, tiểu ma nữ rất hạnh phúc, dù là hiện tại chết, cũng chết mà không oán. Diệp Thệ Thủy nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, hắn một mực trầm mặc không nói, mặc dù hắn nhiều lần chuẩn bị động thủ, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn xuống. Thi Vũ, có thể gả cho dạng nam nhân này, cha vì ngươi vui thay. Trong lòng Diệp Thệ Thủy yên lặng nói, sau đó nhìn Sở Nhãn Nam không chung, trong con ngươi lóe qua sát ý nồng đậm. Sở ra, việc này Diệp mỗ tùy thời hoàn trả. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Sở Nhãn Nam nói, ôn nhu đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực, bên tai nàng nói khẽ tiểu ma nữ, ngươi tin tưởng ta không? Hối hận yêu nam nhân liên lụy ngươi như vậy, vĩnh viễn không hối, tiểu ma nữ nhu tình cười một tiếng, vừa dứt lời, khóe miệng nàng tràn ra từng tia máu tươi, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ngay sau đó, sinh cơ trên người tiểu ma nữ chậm rãi trôi qua, thần sắc cũng trắng bệch vô cùng. Đám người không biết phát sinh cái gì, lúc Tiêu Phàm chậm rãi đánh ngã tiểu ma nữ, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, không ít nữ tu sĩ càng là che miệng, phòng ngừa bản thân sợ hãi kêu ra. Chỉ thấy vị trí hồn hải ngực tiểu ma nữ cắm một chuôi trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng thân thể nàng, vẻn vẹn mấy tức về sau, tiểu ma nữ liền không còn sinh cơ. Tiêu Phàm giết tiểu ma nữ. Tất cả mọi người trên mặt đều là vẻ khó tin, bất quá hồn lực mọi người có thể phát giác được, trên mặt tiểu ma nữ vẫn tràn đầy hạnh phúc, cho dù là chết cũng không có nhăn lông mày một cái. Sở Nhãn Nam, mà mẹ nó tổ tông 18 đời nhà ngươi. Quan tiểu thất không muốn sống gào thét. Sở Nhãn Nam, mà mẹ nó 18 đời tổ tông nhà ngươi. Bàn tử cũng đồng thời kêu to, nếu như nói còn có ai có thể hiểu được tình cảm Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ. Vậy cũng chỉ có hắn. Nhìn thấy tiểu ma nữ đã không có chút sinh cơ, bàn tử trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thời gian năm đó bốn người bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, trong mắt không khỏi chảy ra hai hàng nước mắt. Tỷ đệ Tô Mạch Huyên, Tô Mạch Hàn cùng tất cả đều bị một màn này làm cho chấn kinh, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm quyết đoán, tàn nhẫn, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm đối với huynh đệ mình nhiệt tình, chân thành. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà giết nữ nhân bản thân yêu mến. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được một màn này. Tiêu Phàm, người hỗn trướng. Diệp Lâm Trần thấy thế, trước tiên bạo tẩu, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí không thể địch nổi hướng Tiêu Phàm giận bổ xuống. Trảm thiên kiếm thuật, đám người con ngươi khẽ run lên, một cái liền nhận ra Diệp Lâm Trần một kiếm này, Tiêu Phàm không có chút nào phòng bị có thể địch nổi sao. Ha ha. Tiêu Phàm, người cũng có hôm nay, chết ở trong tay Diệp Lâm Trần, cũng tiện nghi cho ngươi. Sở Nhãn Nam cười lạnh nói, hắn trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực hạ thủ. Lão Tam, Tam Ca, bàn tử cùng quan tiểu thất hai người gầm thét, bàn tử càng là hướng về vị trí Tiêu Phàm bay đi, muốn ngăn trở một kích kia nhưng mà hắn cách đài một khoảng cách xa, nào có nhanh như Diệp Lâm Trần như vậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí đáng sợ tàn phá hư không, tất cả đám người đều hướng về đài cao nhìn lại, muốn biết rõ sinh tử Tiêu Phàm. Đợi kiếm khí biến mất, tất cả bên trong lập tức bại lộ ra,
khiến mọi người rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm vậy mà bình yên vô sự, thậm chí hắn liền đầu cũng không quay lại. Sau lưng hắn, đứng đấy lại là một nam tử trung niên, nam tử trung niên không phải người khác chính là Diệp Thệ Thủy. Làm sao có thể, đám người kinh hô ra, đừng nói bọn hắn nghĩ không ra, coi như tất cả mọi người Diệp gia cũng đều nghĩ không ra. Tiêu Phàm thế nhưng là giết nữ nhi Diệp Thệ Thủy, hắn chẳng những không có giết Tiêu Phàm, ngược lại cứu Tiêu Phàm, cái này quá không hợp lẽ thường. Lúc này, Tiêu Phàm rút Tu La kiếm ra, sau đó ôm lấy tiểu ma nữ, chậm rãi đi đến trước người Diệp Thệ Thủy, nói tiền bối, thay ta bảo vệ tốt nàng. Diệp Thệ Thủy nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, từ trong tay hắn đem tiểu ma nữ tiếp tới, nghe được Tiêu Phàm gọi hắn, tiền bối, mặc dù có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng hơi thân thiết một chút so với kêu, Diệp gia chủ. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, chậm rãi đi lên trước mấy bước, nhìn Sở Nhạn Nam trên không trung nói, ngươi nói điều kiện, ta làm được, hiện tại đến lượt ngươi thả người. Ha ha, thả người, ta cũng không có đáp ứng thả người. Sở Nhạn Nam cười ha ha, cười cực kỳ càn rỡ. Nghe được Sở Nhạn Nam nói, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, tựa như cũng không có vượt quá hắn dự liệu, nếu như Sở Nhạn Nam thả quan tiểu thất, hắn cũng không tất yếu uy hiếp hắn. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không có tin tưởng Sở Nhạn Nam nói. Sở Nhạn Nam, ta nhổ vào, đường đường là người thừa kế Sở gia gia chủ, nói không giữ lời, không xứng là người. Nhất định chính là ô nhục vô song thánh thành ta, người Sở gia cũng không gì hơn cái này, từ nay về sau, lão tử rốt cuộc không đi luyện dược sư công hội mua đồ vật. Nguyên bản ta chán ghét Tiêu Phàm, nhưng hiện tại ta phát hiện Tiêu Phàm chỉ là bất đắc dĩ. Người giống Sở Nhãn Nam như vậy liền nên bầm thây vạn đoạn. Thiệt thòi ta đã từng coi hắn là thần tượng, bây giờ nhìn đến, ban đầu là ta mắt mù, người như vậy căn bản không tư cách làm thần tượng, hắn liền không nên sống trên đời này. Đám người lòng đầy căm phẫn nhìn Sở Nhãn Nam, chẳng biết tại sao, rất nhiều người đã bắt đầu phát ra chán ghét hắn từ nội tâm, thậm chí ngay cả người đã từng ngưỡng mộ cũng bắt đầu xem thường hắn. Tiếng chửi rủa, tiếng giễu cợt bên tai không dứt. Sở Nhãn Nam thập phần bực bội, trong lòng gào thét, được làm vua thua làm giặc, ta mới là người thắng lợi cuối cùng, Tiêu Phàm sau khi chết còn có ai sẽ nhớ hắn. Ngươi còn muốn như thế nào? Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói ra. Ta muốn như thế nào, ta muốn giết ngươi. Sở Nhãn Nam hận không thể nuốt sống Tiêu Phàm, quát to, bất quá, liền như thế giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi, ngươi tự phế tu vi, ta liền đáp ứng thả huynh đệ ngươi, như thế nào? Tam ca, không cần quản ta, quan tiểu thất ta không xứng với ngươi. Hai mắt quan tiểu thất đỏ bừng, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, khóe mắt hắn đã đến bờ biên giới sắp sụp đổ. Bàn tử trầm mặc không nói, nếu như đổi lại là hắn, cũng không biết lựa chọn ra sao, lấy tính cách Tiêu Phàm, quyết định sự tình là sẽ không thay đổi. Bây giờ, tiểu ma nữ đã chết, giờ phút này trong lòng Tiêu Phàm có bao nhiêu thống khổ, bàn tử không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn có thể làm chính là duy trì Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm cứu quan tiểu thất, hắn liền trước tiên xông lên diệt Sở Nhãn Nam. Ta tin ngươi như thế nào? Tiêu Phàm không có để ý tới quan tiểu thất, ngược lại nhìn Sở Nhãn Nam trầm giọng nói, đối với Sở Nhãn Nam hạng người âm hiểm, căn bản không xứng nói hai chữ tín nhiệm. Ngươi không tin ta, hiện tại ta liền giết hắn. Sở Nhãn Nam lại là một đao chạm trên người quan tiểu thất, máu tươi bay vụt. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm mặt âm trầm, đột nhiên lấy ra một chuôi huyết sắc trường kiếm, kéo kiếm hoa, một kiếm cắm ở bên trong lồng ngực bản thân. Phốc phốc, máu tươi từ thể nội Tiêu Phàm dọc theo Tu La kiếm bắn ra, trong miệng cũng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đám người kinh hãi nhìn một màn này, tất cả đều vì Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn làm cho chấn kinh, những nữ tu sĩ càng không dám mở hai mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm. Hắn một kiếm xuyên thủng hồn hải bản thân, thực tự phế tu vi, Tiêu Phàm thật đúng là hung ác đối với người khác, đối với mình cũng ác như vậy. Vì cứu huynh đệ mình, hắn thậm chí ngay cả tính mạng đều không để ý. Nếu như ta có dạng huynh đệ này liền tốt, huynh đệ phải như Tiêu Phàm vậy, đám người cảm khái không thôi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ. Tại thế giới mạnh được yếu thua, vì huynh đệ bản thân kết bái. Ngay cả tính mạng đều không để ý, dưới gầm trời này lại có mấy người. Tiêu Phàm chính là người như vậy, vì huynh đệ mình,
liền chính mình cũng dám giết. Sở Nhạn Nam thật đúng là vô cùng âm hiểm âm, Tiêu Phàm cũng không phải vô cùng ngốc, vậy mà đi tin tưởng Sở Nhạn Nam. Chiến Vũ Yến lắc lắc đầu nói, Tiêu Phàm, thực sự là trượng phu. Chiến Thiên Long lại hít sâu một cái, trước đó hắn còn đối với Tiêu Phàm hơi có phê bình kín đáo, cho là hắn hữu danh vô thực, như vai hề nhảy nhót tại Vô Song Thánh Thành, thậm chí hắn còn chuẩn bị giáo huấn Tiêu Phàm một trận. Nhưng mà hiện tại, Chiến Thiên Long đã thay đổi cái nhìn về Tiêu Phàm, hắn lúc này mới minh bạch, có ít người cùng sự tình chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trong lòng Chiến Thiên Long hiện tại không có nửa điểm tâm tư chán ghét Tiêu Phàm, một kẻ vì huynh đệ ngay cả tính mạng đều không để ý, kém đi nữa thì có thể kém nơi nào đây. Tam ca, Quan Tiểu Thất tê tâm liệt phế kêu to, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, hắn hai mắt đỏ bừng như máu, nước mắt xoát xoát mà chảy. Lão Tam, Bàn Tử cũng lên tiếng kêu to, lại cũng không lo được nhiều như vậy, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, đỡ lấy Tiêu Phàm bị Tu La kiếm xuyên thủng hồn hải. Ở đây tất cả tu sĩ đều động dung, tất cả ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, Diệp Thệ Thủy cau mày, thật sâu nhìn tiểu ma nữ trong ngực, thần sắc phức tạp một trận. Diệp Lâm Trần cũng mắt trợn tròn, Tiêu Phàm giết tiểu ma nữ, hắn hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm, bởi vì hắn thấy, huynh đệ kết nghĩa Tiêu Phàm quá trọng yếu, liền nữ nhân bản thân đều có thể giết. Dù là sinh mệnh tiểu ma nữ đã không nhiều nhưng cũng không đáng chết trong tay Tiêu Phàm. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà phế bản thân. Không trung phía trên, con người Sở Nhãn Nam khẽ run lên, hắn cũng bị cử động Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái, Tiêu Phàm kiên quyết triệt để làm chấn kinh hắn. Sở Nhãn Nam, hiện tại ngươi nên tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm lại tựa như sự tình gì cũng đều không phát sinh, chỉ là thần sắc thập phần trắng bạch, nhìn Sở Nhãn Nam nói. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là đủ hung ác, mặc dù ngươi là địch nhân ta, nhưng ta thực sự kính nể dũng khí của ngươi. Sở Nhãn Nam lần này không có mở miệng châm chọc Tiêu Phàm, mặc dù hắn trong đáy lòng cho rằng Tiêu Phàm rất ngu ngốc. Dũng khí của ta, không cần ngươi bội phục. Bởi vì ngươi cả đời này đều không làm được. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thanh âm trầm thấp vô cùng. Đáng tiếc, cho dù ngươi phế tu vi, ta cũng không muốn bỏ qua ngươi. Sở Nhãn Nam nhe răng cười một tiếng, đưa tay vung lên, sau đó mấy người bên cạnh hắn che chở hắn hướng về lôi đài Diệp ra. Ba lão giả cũng mang Quan Tiểu Thất cùng đi theo, Sở Nhãn Nam rơi trên lôi đài lại nói, Tiêu Phàm, lăn tới, dùng mạng ngươi đổi lấy Quan Tiểu Thất. Đám người lòng đầy căm phẫn, không ít người càng là hận thấu xương đối với Sở Nhãn Nam, giết người bất quá đầu chạm đất, tất yếu tra tấn một người như thế sao? Quan Tiểu Thất sớm đã khóc không thành tiếng, hắn muốn hô ra miệng nhưng lại bị lão giả kia bóp cổ, căn bản là không có cách động đậy, càng phát không ra bất kỳ âm thanh. Lão nhị, dìu ta tới, đem tiểu ngũ trở về. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, con người băng hàn tới cực điểm, trực tiếp rút ra Tu La kiếm. Máu tươi bay vụt. Bàn tử do dự, dù là Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, hắn cũng không muốn để cho Tiêu Phàm đi chịu chết. Sở Nhãn Nam, thù ngươi đã báo, tìm chỗ khoan dung độ lượng. Lúc này, Diệp Thệ Thủy một mực trầm mặc không nói mở miệng, hắn cau mày, đáy mắt chỗ sâu đều là sát ý. Đám người trong lòng thập phần nghi hoặc, Sở Nhãn Nam bức tử nữ nhi của hắn, tại sao hắn bình tĩnh như thế, chẳng lẽ Diệp Thi Vũ không chết? Chẳng qua là không ít người dùng hồn lực điều tra Diệp Thi Vũ lại phát hiện, Diệp Thi Vũ trên người không có bất kỳ cái gì sinh cơ, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Đúng là như thế, không ít người biết Diệp Thệ Thủy càng là kinh ngạc, đường đường chiến hồn điện điện chủ làm sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chết đâu. Chỉ cần Diệp Thệ Thủy hắn một câu, Sở Nhãn Nam còn dám khi dễ Diệp Thi Vũ. Nhưng mà, hiện tại Tiêu Phàm bị phế tu vi, hắn lại đứng ra, cái này quá khác thường. Diệp huynh, sự tình ở giữa tiểu bối liền để bọn hắn tự mình giải quyết, chúng ta đời trước cũng không cần phải nhúng tay a. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc tại hư không vang lên. Đám người nghe vậy, theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy không trung lôi đài đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên thập phần thanh tú, không sai biệt lắm hơn 40 tuổi. Hắn hai tay vác lập, nhàn nhạt nhìn Diệp Thệ Thủy. Sở Tam Sinh, đám người kinh ngạc nhìn không trung. Nhận ra nam tử trung niên,
chính là phụ thân Sở Nhạn Nam, Sở gia gia chủ Sở Tam Sinh. Diệp Thệ Thủy vừa mới chuẩn bị cứu Tiêu Phàm, Sở Tam Sinh lại vừa lúc xuất hiện, hiển nhiên bọn hắn đến có chuẩn bị, có lẽ hắn đã sớm tiềm phục tại chỗ tối. Sự thật cũng là như thế, chỉ là người bình thường cũng không có phát hiện, chỉ có Diệp Thệ Thủy cùng Tiêu Phàm cùng số ít người phát hiện mà thôi. Hơn nữa, không chỉ có Sở Tam Sinh đến, gia chủ bát đại thế gia khác còn có mấy người núp trong bóng tối, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Diệp Thệ Thủy còn chuẩn bị nói cái gì lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, tiền bối, hắn nói không sai, đây là sự tình giữa tiểu bối chúng ta, không cần thiết để các ngươi xuất thủ, cũng hy vọng một ít người nhớ kỹ câu nói này. Hừ, Sở Tam Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn chỗ nào nghe không ra, một ít người, trong miệng Tiêu Phàm nói chính là hắn đâu. Diệp Thệ Thủy cau mày một cái, không có nói thêm cái gì, chỉ là đề phòng nhìn Sở Tam Sinh. Lão Tam, đưa ta tới. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Được. Bàn tử liên tục do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu, mỗi khi Tiêu Phàm dùng loại ngữ khí này cùng hắn nói chuyện, chẳng biết tại sao hắn liền sẽ phát ra tin tưởng Tiêu Phàm từ nội tâm. Bàn tử mang theo Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về Sở Nhạn Nam bay đi, chớp mắt, cách Sở Nhạn Nam chỉ có không đến cự ly 10 trượng. Sở Nhạn Nam cho lão giả bên cạnh một cái ánh mắt. Lão giả kia mang theo quan tiểu thất hướng về phía Tiêu Phàm đi đến, hắn muốn làm chính là dùng quan tiểu thất đổi lấy Tiêu Phàm. Không thể không nói, Sở gia vì ứng phó Tiêu Phàm thật đúng là tốn sức tâm tư, tạm giam quan tiểu thất bọn hắn có vẻ như đều là chiến thánh cảnh sơ kỳ, để tránh bọn hắn đào thoát. Dù sao mấy ngày trước, Tiêu Phàm chém giết qua chiến thánh cảnh, bọn hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Nhìn thấy Tiêu Phàm thụ thương, Sở Nhãn Nam cười lạnh không thôi. Hắn đã thấy một màn bản thân ngược sát Tiêu Phàm như thế nào. Mặc dù thời kỳ Tiêu Phàm toàn thịnh Sở Nhãn Nam hắn không phải là đối thủ, nhưng hiện tại Tiêu Phàm hắn tự hủy hồn hải, hắn như thế nào lại đặt ở trong lòng đây? Lão Tam, nhớ kỹ mang tiểu mũ đi. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, chậm rãi hướng về phía trước đi. Lúc này còn cười, qua một lúc nhìn ngươi khóc như thế nào. Sở Nhãn Nam thập phần khó chịu Tiêu Phàm. Hắn muốn nhìn thấy Tiêu Phàm khóc, nhìn thấy Tiêu Phàm thống khổ. Ta không đi, người phải chết là ta, Tam ca, ngươi đừng tới. Quan tiểu thất kinh hô gào thét ra, không ngừng giãy giụa. Thế nhưng chỗ nào lại cho hắn phản kháng, chiến thánh cảnh lão giả phóng thích ra một cỗ áp lực thật lớn, hắn liền tiếp nhận không được, thân thể cũng bị một cỗ đại lực đẩy tiến lên. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này sán lạn như thường ngày, tựa như hắn không phải đi chịu chết mà là đi du ngoạn. Ngươi không có việc gì đắc tội thiếu chủ, qua một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Lão giả chiến thánh cảnh đưa tay là một chiêu, Tiêu Phàm thế mà hướng phía trước bay đi, bị lão giả bóp lấy cổ. Cùng lúc đó, bàn tử cũng phản ứng cực nhanh, mang theo quan tiểu thất liền hướng vị trí Diệp Thệ Thủy bay đi, quan tiểu thất không ngừng gầm thét giãy giụa, nhưng trên tay bàn tử căn bản không có lực phản kháng. Sở ra lão giả bấm cổ Tiêu Phàm, sau đó dẫn theo hắn tại chỗ biến mất, thoáng cái liền xuất hiện cách Sở Nhãn Nam không xa, sau đó đem Tiêu Phàm ném xuống đất. Ha ha, Tiêu Phàm, người hiện tại rốt cục rơi vào tay ta, người có từng nghĩ tới một ngày như vậy? Sở Nhãn Nam nhìn Tiêu Phàm máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, tùy tiện cười ha hả. Từ lúc rời sát lục cổ địa về sau, bắt đầu tỉnh lại, hắn liền suy nghĩ như thế nào ứng phó Tiêu Phàm. Vì hôm nay, hắn mấy ngày nay đều trắng đêm chưa ngủ. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm trở thành tù nhân, cỗ lệ khí ngập trời trong lòng hắn cũng triệt để phát tiết đi ra. Ngươi thật sự cho rằng cha ta lúc ấy bị ngươi mắng sợ sao? Sở Nhãn Nam cười ha ha một tiếng nói, không sợ nói cho ngươi biết, đó là bởi vì ta đã bắt huynh đệ ngươi. Lăng gia, Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia cũng liền thôi, ngươi nếu không chết, ta sẽ có biện pháp giết chết ngươi. Đám người nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, khó trách lúc đầu Sở Tam Sinh bị Tiêu Phàm quát lui, cái này vốn là rất kỳ quái. Dù sao, ở trong mắt Sở Tam Sinh coi như Sở Nhãn Nam như thế nào cũng là nhi tử hắn, Tiêu Phàm đoạn hai chân Sở Nhãn Nam, hắn không có khả năng buông tha Tiêu Phàm. Nguyên lai Sở Tam Sinh chỉ là muốn mượn Tam Đại gia tộc Lăng gia, Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia ứng phó Tiêu Phàm mà thôi. Có thể bọn hắn tính sót là... Thực lực Tiêu Phàm liền chiến thánh cảnh đều có thể chém giết,
cuối cùng Công Tôn Ngạn gia chủ, Công Tôn gia tộc đều chết trong tay Tiêu Phàm, Ngô gia lão tổ cũng tự đoạn một tay rời đi. Cho nên ngươi cố ý giết Lăng Thi Thi để hãm hại ta. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, một cỗ khí tức cực kỳ tàn nhẫn từ trên người hắn tản ra. Nếu như chỉ là giết những người Lăng gia khác để hãm hại hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không tức giận như vậy, mấu chốt là Lăng Thi Thi là muội muội Lăng Phong. Nếu như Tiêu Phàm hắn không có bất kỳ hành động, hắn không biết về sau đối mặt Lăng Phong như thế nào. Là ngươi giết Lăng Thi Thi, liên quan gì đến ta? Thi thể Lăng Thi Thi không phải trên tay ngươi sao? Sở Nhãn Nam cười lạnh nói, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân giết Lăng Thi Thi, chỉ cần hắn không thừa nhận, Lăng gia liền không có bất kỳ chứng cứ nào. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, mặc dù không phải đích thân hắn giết Lăng Thi Thi, nhưng Lăng Thi Thi chết cùng hắn có quan hệ, trong lòng tự trách vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Vừa nghĩ tới Lăng Thi Thi chết, Tiêu Phàm liền không chịu đựng nổi sát ý trong lòng. Tức rồi, muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi còn cơ hội này sao? Sở Nhãn Nam nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi hướng tới gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, như cùng một đầu hồng hoang mãnh thú khát máu nhìn chằm chằm Sở Nhãn Nam. Sở Nhãn Nam đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiếp tục nói ra, phế hồn hải, ngươi còn tưởng rằng ngươi là ngươi trước đó sao? Ta bây giờ muốn ngươi chết như thế nào, ngươi liền chết như thế. Vừa nói vừa đi, không đúng, nói cho đúng là hướng về Tiêu Phàm đi qua, hai chân hắn bị Tiêu Phàm chém rụng, cũng may tu vi vẫn còn, có thể lăng không phi hành. Sở Nhãn Nam, ngươi xúc sinh, dừng tay cho ta. Quan Tiểu Thất phẫn nộ gào thét, bị giải phong tu vi, Quan Tiểu Thất tu vi khôi phục bình thường, quỷ dị là hắn cũng không có bộ dáng trúng độc rất nặng như Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú. Lão Tam nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta diệt cả nhà Sở ra ngươi. Bàn tử cũng chu lên, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng giờ phút này, tâm cũng nhắc đến cổ họng. Chỉ thấy Sở Nhãn Nam rơi vào bên người Tiêu Phàm, ngẩng đầu lạnh lùng quét Quan Tiểu Thất cùng bàn tử một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười gằn nói, Tiêu Phàm, ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Phàm trầm mặc, tay đặt ở ngực khẽ run lên, trong mắt của hắn phóng một đạo lợi mang. Đã không nói lời nào, vậy ta thay ngươi lựa chọn kiểu chết như thế nào? Sở Nhãn Nam cười lạnh nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi đoản đao, cười nói, ta từng đao cắt lấy thịt ngươi, để ngươi thiên đao vạn quả như thế nào? Dứt lời, đoản đao trong tay hắn đột nhiên động, hóa thành một vệt sáng hướng về ngực Tiêu Phàm đánh tới. Ngươi muốn chết như thế nào? Cũng đúng lúc này, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, lạnh lùng phun ra một câu, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người bộc phát ra. Mấy tức trước đó, đám người nhìn thấy Sở Nhãn Nam hướng Tiêu Phàm tới gần, rất nhiều người đã lộ ra vẻ không đành lòng, bọn hắn biết rõ Sở Nhãn Nam là không có khả năng tùy tiện buông tha Tiêu Phàm. Rất nhiều người không đành lòng nhắm lại hai mắt, không muốn nhìn thấy cảnh Sở Nhãn Nam tra tấn Tiêu Phàm. Diệp Thệ Thủy, Tô Cổ Tông, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Tô Mạch Hàn cũng đều khẩn trương tới cực điểm, Diệp Thệ Thủy trong lòng hơi trầm xuống nói, Tiêu Phàm, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi muốn chết như thế nào? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, ngay sau đó, trên người Tiêu Phàm đột nhiên tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ, như là biển cả gào thét, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Cái này, đám người lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn một màn phía xa. Giờ khắc này, nguyên bổn Tiêu Phàm đã tự hủy hồn hải vậy mà đột nhiên như mãnh thú bộc phát. Từ thể nội bản thân rút ra ba cây long văn kim châm, trở tay liền đánh vào thể nội Sở Nhãn Nam. Con người Sở Nhãn Nam bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, không đợi hắn phản ứng, hắn nắm lấy đao thủ đột nhiên bị một đạo lợi mang chém xuống, máu tươi bay vụt. A à, một trận tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng tứ phương, lúc đám người nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đã một tay bóp lấy cổ Sở Nhãn Nam. Một màn này phát sinh quá nhanh, đám người căn bản không phản ứng kịp. Tiêu Phàm không phải tự hủy hồn hải, phế tu vi sao? Hắn làm sao còn có sức phản kháng? Rất nhiều người không khỏi xoa xoa con mắt, trước đó Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng hồn hải, vậy nhưng không phải giả. Một hai người ngược lại là có khả năng đồng thời hoa mắt, nhưng nơi này chính là có mấy vạn người a, chẳng lẽ tất cả mọi người hoa mắt?
một người hồn hải bị hủy làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng, nguyên bổn Tiêu Phàm sẽ chết vậy mà trong nháy mắt nghịch chuyển. Tam ca không có việc gì, hắn không có việc gì. Trong mắt Quan Tiểu Thất lóe lên một tia kinh dị, sau đó quỳ trên mặt đất cười ha hả, nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra, hiển nhiên là vui đến phát khóc. Bàn tử mỉm cười, hơi nước trong nháy mắt bốc hơi, nếu như nhìn kỹ mà nói, thân thể bàn tử hơi run rẩy một chút, nhìn thấy huynh đệ mình còn sống, hắn như thế nào không cao hứng. Không chỉ là hắn, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cũng là kinh hỉ không thôi, Tô Cổ Tông lại là ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm thở dài nói ta lại bỏ lỡ một cơ hội tốt kết giao với hắn. Nguyên bản Tô Cổ Tông đã sớm chuẩn bị ra tay giúp Tiêu Phàm, chỉ là sự tình cũng không phát triển dựa theo hắn suy nghĩ, Tiêu Phàm không có trực tiếp cùng Sở Gia khai chiến. Mà là Sở Nhãn Nam dùng huynh đệ Tiêu Phàm đến uy hiếp hắn, xem như một ngoại nhân, hắn lại có thể làm gì chứ, chủ yếu nhất là Diệp Thệ Thủy đều không mở miệng, Tô Cổ Tông càng không biết làm sao xuất thủ. Về sau, khi thấy Tiêu Phàm tự hủy hồn hải, Tô Cổ Tông đã triệt để từ bỏ Tiêu Phàm, hồn hải bị hủy, coi như cứu Tiêu Phàm còn có ý nghĩa gì. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ vượt quá hắn dự liệu, vậy mà lần nữa tuyệt địa phản kích. Ngươi lại sáng tạo kỳ tích. Diệp Thệ Thủy tâm căng cứng rốt cục buông lỏng xuống, trong lòng hắn đang tự hỏi một vấn đề, Tiêu Phàm là như thế nào sống sót. Tiêu Phàm, thả con ta ra. Một tiếng quát như sấm vang vọng trời cao, Sở Tam Sinh trên không trung phẫn nộ gào thét, nụ cười trên mặt hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là phẫn nộ và không tin. Hắn cũng đã kiểm tra tình trạng cơ thể Tiêu Phàm xác thực không có bất kỳ tu vi cho nên mới mặc cho Sở Nhãn Nam tra tấn Tiêu Phàm, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại đột nhiên bạo khởi. Đừng nói là hắn, chính là mấy lão giả tới gần Sở Nhãn Nam cũng không biết làm sao, bọn hắn đều là nắm giữ thực lực siêu việt chiến đế đỉnh phong A, vậy mà không phát hiện vấn đề Tiêu Phàm. Còn dám tiến lên một bước, ta lập tức làm thịt hắn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ngẩng đầu khinh thường nhìn Sở Tam Sinh một cái. Ngươi dám? Sở Tam Sinh mắt như chuông đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Phốc, một tiếng vang giòn, chỉ thấy Sở Nhãn Nam một cái tay khác cũng bị Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ chém xuống, ngay sau đó hai đầu cánh tay tại hư không nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ tràn ngập hư không. Đây chính là Tiêu Phàm đáp lại đối với Sở Tam Sinh, đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm quả nhiên vẫn là Tiêu Phàm, vẫn bá đạo như cũ, chỉ là bây giờ ở trong mắt tất cả mọi người, loại bá đạo này cũng không phải là cuồng vọng mà là khí chất. Những kẻ trước đó đó khinh thường Tiêu Phàm, cái nhìn trong lòng đối với Tiêu Phàm cũng phát sinh chuyển biến to lớn. Ngươi nói ta có dám hay không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay một chiêu, chuôi đoản đao lập tức rơi trong tay hắn, chính là đoản đao Sở Nhãn Nam trước đó chuẩn bị dùng để đối phó Tiêu Phàm. Nhìn Sở Nhãn Nam, trong mắt Tiêu Phàm nhe răng cười, hắn một tay nhấc lấy cổ Sở Nhãn Nam, lạnh giọng nói, ngươi không phải có biện pháp giết chết ta sao? Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay chính là một đao, hung hăng vạch ở trên người Sở Nhãn Nam, máu tươi bắn ra, Sở Nhãn Nam đau nhức nhe răng trợn mắt, nhưng mà căn bản không thể động đậy. Tiêu Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Sở Tam Sinh phẫn nộ gào thét. Sở Tam Sinh! Sự tình giữa tiểu bối liền để bọn hắn tự mình giải quyết, chúng ta đời trước cũng không cần phải nhúng tay. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại là Diệp Thệ Thủy lách mình xuất hiện cách Sở Tam Sinh không xa, tiểu ma nữ đã giao cho Diệp Lâm Trần trông nom. Ngươi, Sở Tam Sinh kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, hắn rất muốn đáp lại, nhưng mà câu nói này đúng là hắn trước đó nói với Diệp Thệ Thủy, bây giờ bị Diệp Thệ Thủy trả lại, Sở Tam Sinh nhất thời không biết làm sao. Ngươi không phải nói để cho ta sống không bằng chết sao? Ngươi không phải muốn để cho ta cùng huynh đệ ta thiên đao vạn quả sao? Phía dưới, Tiêu Phàm tựa như căn bản không có nghe được Sở Tam Sinh nói, lại từng đao chạm trên người Sở Nhãn Nam, mỗi một câu nói, trên người Sở Nhãn Nam liền có một vết đao. Thân thể Sở Nhãn Nam đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, toàn thân kịch liệt co quắp, hiện tại cho dù Sở gia có thể cứu sống hắn, đoán chừng cũng là một tên phế nhân. Đám người con người thập phần bình tĩnh, không có một người cảm thấy Tiêu Phàm tàn nhẫn, trước đó Sở Nhãn Nam không phải cũng là dạng này ứng phó Quan Tiểu Thất sao?
không phải cũng là dạng này bức bách Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm hiện tại chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, có cái gì tàn nhẫn? Thậm chí rất nhiều thanh niên nhiệt huyết càng là cảm giác kích tình, bọn hắn có loại cảm giác thân lâm kỳ cảnh, tựa như từng đao chạm trên người Sở Nhãn Nam là bọn hắn. Trước đó bị Sở Nhãn Nam áp bách, cỗ lệ khí trong lòng rốt cục phát tiết đi ra, thực không phải hả giận bình thường. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, nhìn vết đao trên người Sở Nhãn Nam, mọi người không khỏi lạnh run. Hết thảy 1.323 đao, có người hiểu chuyện mở miệng, bọn hắn một mực đếm lấy mỗi một đao Tiêu Phàm lưu lại trên người Sở Nhãn Nam. Những người khác nghe vậy hít một hơi lạnh, cái này thực sự là thiên đao vạn quả. Không thể không nói, Tiêu Phàm thật đúng là không phải hung ác bình thường. Tiêu Phàm, Sở Tam Sinh nhe răng trợn mắt gầm thét, hai mắt huyết hồng, hiện tại rốt cục đến phiên hắn phẫn nộ, chỉ là Diệp Thệ Thủy đứng ở trước người, hắn căn bản không thể động đậy. Hắn con người không khỏi rơi vào trên người Sở Gia cách Tiêu Phàm không xa, hắn rất muốn mở miệng để bọn hắn giết Tiêu Phàm, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào nói ra. Dù là Sở Nhãn Nam đã bị phế, nhưng vẫn là nhi tử hắn. Ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Phàm nhìn Sở Nhãn Nam đã không thành dạng người, bắt chước ngữ khí hắn trước đó nói ra. Con ngươi Sở Nhãn Nam cơ hồ vô thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đều là vẻ sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiên đao vạn quả vậy mà sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Ta là người thừa kế Sở gia, cha ta còn bên cạnh, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải chân thực. Nhưng mà, thời điểm trên người truyền đến thống khổ làm hắn tin tưởng cái này là sự thật. Tiêu Phàm chính là dưới mắt phụ thân Sở Tam Sinh hắn trơ mắt cho hắn thiên đao vạn quả. Đã không nói lời nào, vậy ta thay ngươi lựa chọn kiểu chết như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Sở Nhãn Nam, nói, nếu không trước đó nói như thế, ta từng đao cắt thịt ngươi thì thế nào? Những lời này đều là trước đó Sở Nhãn Nam nói với Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm trả lại cho hắn. Nghe vậy, đám người khóe miệng giật một cái, giờ phút này Sở Nhãn Nam đã toàn thân chết lặng. Chỗ nào còn có thể trả lời ngươi nói? Tiêu Phàm, ngươi dám? Sở Tam Sinh gào thét. Ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trong tay đoạn đao vung vẩy, từng đạo đao khí nở rộ, trên người Sở Nhãn Nam cắt đứt, máu tươi hắn đã cơ hồ chảy hết, còn lại chỉ có huyết nhục. Giết hắn cho ta. Sở Tam Sinh rốt cục nhịn không được, gần như cuồng loạn gào thét đi ra. Bảy người Sở gia nghe vậy, khẽ cắn môi, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm đánh giết. Không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, đoạn đao trong tay dùng sức vạch một cái, đầu Sở Nhãn Nam ném lên, sau đó bị vô số đao khí quấy đến vỡ nát, hóa thành một màn huyết vụ tràn ngập tại hư không. Tiêu Phàm cẩn thận, người mà chết thì nữ nhi ta làm sao bây giờ? Diệp Thệ Thủy kêu to, nếu như Tiêu Phàm chết, tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ khẳng định hẳn phải chết là không nghi ngờ. Cái gì, Diệp Thi Vũ không chết sao? Đám người nghe được Diệp Thệ Thủy nói, lập tức cả kinh kêu lên, nhao nhao hướng về vị trí Diệp Lâm Trần nhìn lại, nhưng mà Diệp Thi Vũ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Lâm Trần cũng kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, hắn nhất thời không thể nào hiểu được Diệp Thệ Thủy nói, tiểu ma nữ rõ ràng đã chết, làm sao có thể còn sống. Diệp Thệ Thủy lại là chú ý không được nhiều như vậy, lách mình hướng về vị trí Tiêu Phàm kích xạ đi. Chỉ có hắn biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ sẽ giết tiểu ma nữ cũng không phải là Tiêu Phàm nhẫn tâm như vậy. Mà là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn, hắn có biện pháp kích phát hồn tộc huyết mạch tiểu ma nữ, chỉ là trước đó hắn nhất định phải để tiểu ma nữ chết một lần. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Thệ Thủy đối với cái chết tiểu ma nữ không đặt ở trong lòng, dù sao tiểu ma nữ cũng chết, không bằng ngựa chết chữa như ngựa sống. Mấu chốt nhất là, hắn biết rõ Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm thích tiểu ma nữ, tự nhiên sẽ không giết nàng. Chỉ là hiện tại tiểu ma nữ xác thực đã chết, Tiêu Phàm một kiếm kia không phải giả mà là thực giết tiểu ma nữ. Diệp Thệ Thủy, ngươi dám cứu hắn, ta lập tức để nữ nhi ngươi hài cốt cũng không còn. Sở Tam Sinh gào thét, sau đó hướng ngược mà đi, lao thẳng tới trên đài. Sở huynh, việc này cùng bọn hắn không quan hệ, ngươi liền không muốn hy sinh người vô tội. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, xuất hiện ở phía trên đài. Tô Cổ Tông, ngươi cũng muốn là địch cùng Sở gia.
Sở Tam Sinh phẫn nộ tới cực điểm, Diệp Thệ Thủy trợ giúp Tiêu Phàm cũng liền thôi, người Tô Cổ Tông đột nhiên nhúng tay vào làm gì? Hắn tự nhiên không biết ý nghĩ Tô Cổ Tông, trước kia bỏ lỡ nhiều lần cơ hội kết giao Tiêu Phàm, lần này hắn vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua, dù là khiến Tô gia gặp tai họa ngập đầu. Là địch còn không đến mức, nếu ngươi cho là như thế, vậy liền xem như thế đi. Thần sắc Tô Cổ Tông thập phần đạm nhiên. Ngươi, Sở Tam Sinh nhất thời nói không ra lời, nhưng cũng không dám cùng Tô Cổ Tông ngạnh bính, cũng không phải hắn sợ, mà là hắn đang suy nghĩ hậu quả đối địch với Diệp gia, lại cùng Tô gia là địch. Hít sâu một cái, Sở Tam Sinh nhìn về phía nơi xa, chỉ là khiến hắn mắt trợn tròn là, Diệp Thệ Thủy căn bản không có động thủ, ngược lại cũng bị một màn nơi xa làm cho chấn kinh đến. Chỉ thấy vị trí Tiêu Phàm, bảy người Sở gia kia cách Tiêu Phàm không đến cự ly một trượng đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, mỗi người sắc mặt biến thành màu đen, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Chẳng biết lúc nào, trước mặt Tiêu Phàm xuất hiện một đạo thân ảnh, lại là một lão giả gầy trơ cả xương, lão giả đưa tay vung lên, bốn phía gió xoáy vân dũng, ngay sau đó nước mưa vương vãi xuống, hư không chậm rãi khôi phục thanh minh. Diệp Phong, Diệp Thệ Thủy cổ quái nhìn Diệp Phong, lần trước Diệp Phong muốn bức hôn để Diệp Thi Vũ cùng Diệp Thiên Tuyết gả cho hai đồ đệ hắn, bị hắn cự tuyệt, sau đó giận dữ rời đi. Về sau Diệp Phong xuất hiện lần nữa lại là muốn nhận Tiêu Phàm làm đồ đệ, đáng tiếc Tiêu Phàm cũng không khoái, còn giết đồ đệ Hàn Nhạc Thiên hắn. Làm sao bây giờ lại cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, hơn nữa hắn cảm nhận được Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ, đây cũng quá quỷ dị. Xem ra Tiêu Phàm quả nhiên có quan hệ cùng Bắc Thần gia tộc. Trong lòng Diệp Thệ Thủy trầm ngâm nói, chỉ là hắn tại sao lại cùng Huyết Lâu quan hệ không rõ đây. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ ý nghĩ Diệp Thệ Thủy, đoán chừng cũng sẽ thập phần im lặng. Giữa sân, Tiêu Phàm quét bảy người Sở ra một cái, cau mày một cái, chiến thánh cảnh, chỉ bằng các ngươi dạng này. Tiêu Phàm đang hành hạ Sở Nhãn Nam, liền bắt đầu lặng yên phóng xuất ra khí độc Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, chỉ là dùng hồn lực bao phủ trong phạm vi nhất định mà thôi. Lấy hồn lực Tiêu Phàm lặng yên bao lấy Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, người bình thường căn bản phát hiện không được, chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới liền chiến thánh cảnh đều phát hiện không được. Công tử, bọn hắn không phải chiến thánh cảnh, chỉ là đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ tương đối cường đại mà thôi, miễn cưỡng xem như nửa bước chiến thánh. Diệp Phong lắc đầu, truyền âm cho Tiêu Phàm nói. À, Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Đột phá chiến thánh cảnh tiêu chí không phải thiên địa chi lực mà là thánh vực là tiêu chí duy nhất chiến thánh cảnh, cũng chính là một loại lĩnh vực đặc thù, chỉ có lĩnh ngộ thánh vực mới tính đột phá chiến thánh cảnh. Diệp Phong giải thích nói. Ta hiểu rồi. Tiêu Phàm lộ ra vẻ chợt hiểu, những tin tức này hắn trước đó từ bên trong tu la truyền thừa liền thu hoạch được, chỉ là hắn lý giải sai lầm mà thôi. Chiến thánh cảnh lĩnh ngộ là thánh vực, đây là chỗ đặc thù của chiến thánh cảnh. Mà chiến thánh cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ lại là thiên địa chi lực, chiến đế đỉnh phong cũng có thể lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Mà khi lĩnh ngộ thiên địa chi lực đầy đủ cường đại cũng có thể hình thành một loại đặc thù khí tràng, liền tựa như bảy người Sở gia này, làm Tiêu Phàm ngộ coi bọn họ là chiến thánh cảnh. Bọn hắn thực lực dạng này, nói dễ nghe một chút tối đa cũng liền có thể xưng là nửa bước chiến thánh mà thôi, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào chiến thánh cảnh. Hồi tưởng một cái. Tiêu Phàm cũng phát hiện nơi không thích hợp, như thực lực Lôi Cửu, Diệp Phong bọn hắn, bằng vào chút độc ấy đoán chừng còn không thể nhanh đánh ngã bọn hắn như vậy. Đây chính là chênh lệch nửa bước chiến thánh cùng chân chính chiến thánh cảnh. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm cũng thập phần không được bình tĩnh, nội tình Sở ra xác thực bất phàm, những người này mặc dù không bằng chiến thánh cảnh chân chính nhưng nếu như bảy người hợp lực mà nói, tuyệt đối mạnh hơn so với chiến thánh cảnh sơ kỳ phổ thông. Hai người giao lưu rất nhanh, ánh mắt Tiêu Phàm lần nữa rơi trên thân vào bảy người, đưa tay vung lên, toàn bộ hồn giới trong tay bảy người rơi vào trong tay hắn. Tiêu Phàm, thả bọn hắn, ta tha cho ngươi toàn thây. Thanh âm Sở Tam Sinh phẫn nộ vang lên. Lưu ta toàn thây, thực không biết Sở Tam Sinh ngươi dựa vào cái gì nói dạng này. Tiêu Phàm bị chọc cười, Sở Tam Sinh thật đúng là tự tin, quả nhiên không hổ là kỳ phụ. Đem bọn hắn làm thịt cho ta, ta cũng phải xem Sở Tam Sinh hắn làm sao lưu ta toàn thây. Đột nhiên, Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu. Phốc phốc từng khỏa đầu người lăn xuống,
7 tên cường giả nửa bước chiến thánh sở ra toàn bộ bỏ mình, Diệp Phong vỗ vỗ hai tay tựa như làm bẩn hai tay hắn. Sau đó lạnh lùng nhìn 7 bộ thi thể một cái, đều là vẻ khinh thường. Dám theo Tu La Điện điện chủ là địch, đây không phải muốn chết sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Tam Sinh, hồi tưởng đến vừa nãy Sở Tam Sinh nói chuyện, hắn trong lòng cũng khịt mũi coi thường, lưu Tu La Điện chủ một cái toàn thây, thua thiệt ngươi một tên gia chủ chi nhánh sở gia nho nhỏ dám nói dạng này. Diệp Phong đã thấy kết cục Sở Tam Sinh cùng sở gia, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Thực giết, đám người nhìn giữa võ đài, 7 người sở gia đã chết không thể lại chết, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cho dù Diệp Thệ Thủy cùng Tô Cổ Tông cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán làm cho chấn kinh, 7 nửa bước chiến thánh, nói làm thịt liền làm thịt, đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Phàm làm được. Tại Vô Song Thánh Thành, nửa bước chiến thánh đã thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ. Một là người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn quá ít, thứ hai, muốn đột phá chiến thánh cảnh cũng không chỉ cùng chiến hồn có quan hệ, chiến hồn chỉ là đại biểu tiềm lực mà thôi, bằng không mà nói, chiến hồn đại lục đã có không biết bao nhiêu chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm giết chết 7 người kia đều là người nắm giữ bát phẩm chiến hồn trở lên, có thể đột phá đến nửa bước chiến thánh là tốn hao không ít đại giới của sở gia. Nhất là những người có bát phẩm chiến hồn đó, có thể đột phá nửa bước chiến thánh đã là cực hạn bọn hắn. Sở gia không phải thế gia luyện dược ngàn năm à, làm sao có thể bị Tiêu Phàm hạ độc chứ? Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là luyện dược sư? Nhất định là luyện dược sư. Ta nhớ kỹ bên trong 7 người kia có một người là bát phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư, cách cảnh giới cửu phẩm luyện dược sư cũng chỉ một bước, liền hắn đều lặng yên hạ độc không tiếng động, thực lực Tiêu Phàm như nào? Tiêu Phàm là cửu phẩm luyện dược sư? Không thể nào, cửu phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như thế, cho dù cổ tộc đoán chừng cũng thập phần thưa thớt. Không phải thưa thớt mà là cơ hồ không có khả năng. Tiêu Phàm đoán chừng chỉ chừng 18 tuổi. Đám người tất cả đều bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, một thanh niên 18 tuổi có thể chém giết cường giả chiến thánh cảnh không nói, hơn nữa còn là một cửu phẩm luyện dược sư, việc này khiến bọn hắn tin tưởng như thế nào? Nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm không chỉ thực lực cường đại, cũng không chỉ là một luyện dược sư, còn là một hồn điêu sư trong truyền thuyết, không biết có ý nghĩ gì. Trong đám người, trong lòng Tô Mạch Huyên nhẹ giọng nói. Tiêu Phàm. Sở Tam Sinh triệt để tức giận, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hướng Tiêu Phàm đánh tới. 7 cường giả nửa bước chiến thánh sở ra tử vong, hơn nữa còn là trúng độc mà chết, đây không thể nghi ngờ là một loại châm chọc đối với sở ra hắn. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhìn thấy Sở Tam Sinh đánh tới, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, duỗi ra một ngón tay. Hô, một vệt sáng xẹt qua chân trời. Diệp Phong bên cạnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa đã cùng Sở Tam Sinh đâm vào cùng một chỗ. Cái kia không phải Diệp Phong sao? Trong đám người, Giang Vân Thiên ngẩng đầu nhìn về chân trời Diệp Phong, đột nhiên thần sắc run lên, vừa nãy hắn không nhìn kỹ còn không nhận ra, hiện tại nhận ra lại làm hắn dọa cho phát sợ. Diệp Phong là người chiến hồn điện, hơn nữa còn là chiến thánh cảnh, hắn vậy mà nghe Tiêu Phàm sai sử. Kỳ thật không chỉ là hắn, đám người cũng chẳng tốt đẹp gì, Tiêu Phàm lại có thể chỉ huy một cường giả chiến thánh cảnh, đây hoàn toàn vượt qua ý muốn bọn hắn. Nhìn không chung chiến đấu, thân hình Tiêu Phàm lóe lên liền xuất hiện ở bên cạnh Sở Khinh Cuồng và Tử Tinh Lôi Thú, đưa tay liền lấy ra hai mai huyết sắc dược hoàn nhét vào trong miệng hai người. Huyết sắc dược hoàn chính là giải dược hoàng tuyền bất tịch mịch, liền hoàng tuyền bất tịch mịch đều có thể biết, huống chi dược tính không bằng thất nhật diêm vương. Tiêu Phàm nắm lấy một người một thú rơi vào trên đài, lúc này, bàn tử mang theo quan tiểu thất đi tới. Tiểu ngũ, ăn đi. Tiêu Phàm lại lấy ra một mai giải dược, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy sắc mặt quan tiểu thất hồng nhuận phơn phớt, trong lòng thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ quan tiểu thất không có trúng độc. Sau đó bắt lấy cánh tay quan tiểu thất, từng tia hồn lực tràn vào thể nội quan tiểu thất, trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một ý cười, nói, mặc dù không ăn cũng không được. Nhưng vẫn là ăn giải độc nhanh một chút. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không được bình tĩnh, quan tiểu thất xác thực trúng độc, nhưng bên trong huyết dịch hắn có một cỗ lực lượng huyền diệu đang từ từ hóa giải độc tính thất nhật diêm vương. Phải biết, thất nhật diêm vương mặc dù chỉ là cửu phẩm sơ cấp độc dược nhưng cũng là cửu phẩm độc dược, có thể làm cho huyết dịch hóa giải, đủ để chứng minh thể chất quan tiểu thất mạnh. Tiêu Phàm đã từng nghĩ qua,
Quan Tiểu Thất có lẽ có thể bách độc bất xâm chi thể, bây giờ nhìn đến, cách một bước này cũng không phải là rất xa. Đem giải dược cho Quan Tiểu Thất, ánh mắt Tiêu Phàm lúc này mới rơi vào trên người tiểu ma nữ, hắn chậm rãi đi qua, nhìn xem tuyệt thế dung nhan kia dường như ngủ say, băng lãnh trong lòng lặng yên hòa tan. Tiêu Phàm, người nếu cứu không được tiểu muội, ta với ngươi không chết không thôi. Diệp Lâm Trần sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm, người thật có biện pháp khởi tử hồi sinh. Diệp Thệ Thủy cũng đi tới bên người Tiêu Phàm, cau mày, hắn trước đó nghe được Tiêu Phàm bí mật truyền âm, cho nên mới không có động thủ. Nhưng nội tâm hắn lại lo lắng vô cùng, chí ít, hắn còn không có nghe nói có người có thể khởi tử hồi sinh. Tiểu ma nữ mà chết, ta sẽ theo nàng. Tiêu Phàm nhu tình nói, trìu mến nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, sau đó nhẹ nhàng đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực. Tâm thần dẫn ra bạch thạch, một cỗ năng lượng bàng bạc dọc theo bàn tay hắn rót vào thể nội tiểu ma nữ, vết kiếm trên người tiểu ma nữ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Một màn này, Diệp Thệ Thủy cùng Diệp Lâm Trần kỳ lạ không thôi. Mấy tức sau, thân thể tiểu ma nữ khôi phục hoàn toàn, nếu như không phải còn không có hô hấp, tuyệt đối cho là nàng chỉ là ngủ. Tiền bối, ta nếu thức tỉnh hồn tộc huyết mạch tiểu ma nữ, người có thể bảo vệ được nàng không? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Diệp Thệ Thủy, trịnh trọng nói ra. Bất quá bởi vì là truyền âm, Diệp Lâm Trần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thệ Thủy hít sâu một cái, gật gật đầu nói, cho dù liều cái mạng, ta cũng sẽ bảo hộ Thi Vũ an toàn. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn sở dĩ lựa chọn ở nơi này trước công chúng cứu tiểu ma nữ, vẫn còn có chút không tin Diệp Thệ Thủy. Đương nhiên. Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được thái độ Diệp Thệ Thủy đối với hắn phát sinh thay đổi rất lớn, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm nguyện ý tin tưởng hắn. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra bàn tay, sau một khắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc, từng đạo quang mang yêu dị, sán lạn hồng sắc bắn ra. Đóa hoa đỏ yêu diễm đến phát tím, cực kỳ thu hút ánh mắt, toàn bộ thiên không đều dường như bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Không trung chiến đấu ngưng một cái, ánh mắt Sở Tam Sinh cùng Diệp Phong đồng thời hướng về Tiêu Phàm, con người hai người bỗng nhiên co rụt lại, chăm miệng một lời hoảng sợ nói, U Minh Thần Hoa. U Minh Thần Hoa trong truyền thuyết, hắn thực sự có U Minh Thần Hoa, đám người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn đóa yêu nhiêu chi hoa trong tay Tiêu Phàm. Cách nhau gần nhất Diệp Thệ Thủy cùng Diệp Lâm Trần hai người cũng cực kỳ không được bình tĩnh. Bọn hắn hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ tới trong tay Tiêu Phàm vậy mà nắm giữ thần vật bậc này. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm trực tiếp dùng hồn lực luyện hóa U Minh Thần Hoa, nhét vào trong miệng tiểu ma nữ. Phung phí của trời, người thực sự là phung phí của trời. Sở Tam Sinh phẫn nộ chu lên, một gốc thần phẩm linh dược trong truyền thuyết lại bị Tiêu Phàm dùng như thế, đây không phải lãng phí thì là cái gì chứ? Đáng tiếc. Linh dược chân quý ở trong mắt Tiêu Phàm cũng không có trọng yếu bằng tiểu ma nữ. U Minh Thần Hoa nhập thể, trong nháy mắt bị tiểu ma nữ hấp thu, ngay sau đó, thể nội tiểu ma nữ tản ra một cỗ sinh cơ, bên ngoài thân nàng bao phủ một tầng hồng quang yêu dị. Sống lại, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu ma nữ, sợ bỏ lỡ cái gì. Lúc cảm nhận được sinh cơ bên trong cơ thể tiểu ma nữ, mọi người rốt cuộc không được bình tĩnh. Thế giới này vậy mà thật có linh dược cải tử hoàn sinh. Bọn hắn rốt cục minh bạch, Tiêu Phàm tại sao dám giết tiểu ma nữ, có U Minh Thần Hoa, hắn hoàn toàn có thể cho tiểu ma nữ sống lại. Chỉ là bọn hắn không biết là, Tiêu Phàm sở dĩ một kiếm xuyên thủng ngực tiểu ma nữ cũng không được chỉ là bởi vì U Minh Thần Hoa có thể cứu tiểu ma nữ. Hắn mục tiêu cuối cùng là thức tỉnh hồn tộc huyết mạch tiểu ma nữ. Sở Phiền nói cho hắn biết, muốn thức tỉnh hồn tộc huyết mạch có hai loại phương pháp, loại thứ nhất chính là bên bờ sinh tử cầu sinh, điểm này tiểu ma nữ là không thể nào làm được. Bởi vì nàng đã nhìn thấy Tiêu Phàm ngày nhớ đêm mong, bây giờ bị Tiêu Phàm giết chết, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, tiểu ma nữ cũng biết rõ bản thân sắp chết, cho nên dục vọng cầu sinh cũng không làm sao mãnh liệt. Loại phương pháp thứ hai liền để cho thể nội tiểu ma nữ rốt cuộc không có bất kỳ hồn lực ba động, Tiêu Phàm chính là làm như vậy. Trước đó thời điểm ôm tiểu ma nữ, Tiêu Phàm người không biết quỷ không hay để phệ hồn huyết tàm dành thời gian hút hết tất cả hồn lực thể nội tiểu ma nữ,
cùng sử dụng tỏa hồn châu tước đoạt bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng trong cơ thể tiểu ma nữ. Kể từ đó, tiểu ma nữ cũng liền triệt để phế, nếu như loại phương pháp này thực có thể, lúc tiểu ma nữ tỉnh lại lại lấy u minh thần hoa dẫn đạo, liền có thể thức tỉnh hồn tộc huyết mạch. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có 10 phần nắm chắc thức tỉnh hồn tộc huyết mạch cho tiểu ma nữ, trong lòng hắn dù sao cũng hơi lo lắng, nhưng cứu sống tiểu ma nữ, Tiêu Phàm vẫn có tự tin. Cảm nhận được sinh cơ bàng bạc trên người tiểu ma nữ, đám người tất cả đều lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt Diệp Lâm Trần nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra ý cười sán lạn, tất cả những thứ này vẫn dựa theo kế hoạch hắn tiến hành. Cũng đúng lúc này, trên người tiểu ma nữ tản ra hồn lực ba động như ẩn như hiện, loại hồn lực ba động này thập phần huyền diệu, linh hoạt kỳ ảo cùng thuần túy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thệ Thủy vô cùng kích động, hét lớn, nhanh, lấy cực phẩm hồn thạch đến. Nhìn thấy Diệp Thệ Thủy kích động, Tiêu Phàm cũng không nói cái gì, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, Diệp Thệ Thủy, hy vọng ngươi có thể có chỗ lấy hay bỏ, nếu như còn nghĩ đến đồ vật trên người tiểu ma nữ, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tiêu Phàm lo lắng nhất kỳ thật cũng không phải là Sở Tam Sinh bọn hắn, mà là Diệp Thệ Thủy, nếu như không phải hắn mang theo tiểu ma nữ rời đi Vô Song Thánh Thành, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở trước công chúng thức tỉnh hồn tộc huyết mạch tiểu ma nữ. Phải biết, hồn tộc huyết mạch đây chính là đồ vật cổ tộc đều hết sức khát vọng. Diệp gia trưởng lão mang tới số lớn cực phẩm hồn thạch, nhiều đến trăm vạn mà tính, hiển nhiên là Diệp Thệ Thủy đã sớm chuẩn bị xong. Lúc lít nha lít nhít hồn thạch chồng chất bên người tiểu ma nữ, đám người bốn phía tất cả đều chấn kinh không thôi, nhưng càng chưa hiểu, Diệp gia dùng nhiều hồn thạch như vậy chuẩn bị làm gì vậy. Mấy tức về sau, đám người nghi hoặc lập tức thoải mái, bởi vì cực phẩm hồn thạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Chất đống cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm như là thôn tính, bốn phía hồn lực tất cả đều tràn vào thể nội hắn, cánh tay hắn chống đỡ phía sau tiểu ma nữ. Cuồn cuộn hồn lực đi qua u linh chiến hồn luyện hóa, tất cả đều biến thành năng lượng tinh thuần nhất bị tiểu ma nữ hấp thu. Đây cũng là một trong nguyên nhân hồn tộc huyết mạch tại sao khó mà thức tỉnh như thế, bởi vì hồn tộc huyết mạch thức tỉnh hấp thu năng lượng thuần chính nhất, dù là hồn lực bên trong cực phẩm hồn thạch đều tồn tại quá nhiều tạp chất, không thể thỏa mãn yêu cầu. Mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch nhanh chóng giảm bớt, hóa thành từng đống bột phấn tràn ngập trên không trung. Đám người có thể cảm nhận được hồn lực ba động đáng sợ trên người tiểu ma nữ. Chiến linh cảnh, Diệp Lâm Trần cau mày một cái, mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch mới để cho tiểu ma nữ đột phá chiến linh cảnh sao? Trong phút chốc, khí tức trên người tiểu ma nữ phun trào, tu vi như là suối nước dâng lên, một đoạn so một đoạn, ngắn ngủi mười mấy tức liền đến được chiến vương cảnh, hơn nữa căn bản không có xu thế đình chỉ. Hoàng phủ Danh Hiên, Lôi Cửu, Giang Thiên Vân, Công Tôn Chiến Thiên, Ngô Lão Quỷ. Các ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị xem kịch sao? Đột nhiên, thanh âm Sở Tam Sinh lạnh lùng quanh quẩn hư không. Nhìn thấy tiểu ma nữ không ngừng đột phá, hắn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, cũng nhịn không được nữa. Hắn lúc này mới phát hiện, con trai Sở Nhãn Nam của hắn thiết kế tất cả những thứ này, kết quả là trở thành công dã tràng, hắn cũng không có giết chết Tiêu Phàm, cũng không có giết chết nữ nhân Tiêu Phàm yêu mến. Càng không có giết chết huynh đệ Tiêu Phàm. Cuối cùng chết chỉ có Sở Nhãn Nam, cùng bảy một nửa chiến thánh Sở gia, cái này khiến Sở Tam Sinh trong lòng như thế nào cân bằng. Hơn nữa, hắn trong lòng có loại cảm giác, Tiêu Phàm lần này nếu như không chết, muốn giết chết thì càng khó, chờ Tiêu Phàm tu vi tiến thêm một bước, chết chính là Sở gia hắn. Vừa dứt lời, hư không đột nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh, trong nháy mắt đem Lôi Đài Diệp ra vây chật như nêm cối. Có năm đạo thân ảnh cực kỳ dễ thấy, chính là năm người trong miệng Sở Tam Sinh kia. Thân hình Sở Tam Sinh khẽ động, cùng năm người song song mà đứng, một cỗ cường đại khí thế hướng về vị trí đài ép tới. Các ngươi là chuẩn bị tuyên chiến Diệp ra sao? Diệp Thệ Thủy tiến lên một bước, sát phạt chi khí nở rộ ra, bây giờ tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch thức tỉnh lửa xém lông mày, hắn làm sao có thể để cho nàng xuất hiện việc ngoài ý muốn? Trước kia Diệp Thệ Thủy xác thực nghĩ tới, thức tỉnh huyết mạch tiểu ma nữ sau đó OTC tất cả trên người nàng, mang theo Diệp ra đi đến huy hoàng, nhưng bây giờ Diệp Thệ Thủy đã thay đổi ý nghĩ. Chỉ cần tiểu ma nữ một mực vì Diệp ra suy nghĩ, nàng nắm giữ hồn tộc huyết mạch tương lai không phải cũng có thể mang theo Diệp ra mạnh lên sao? Chủ yếu nhất là,
nam nhân tiểu ma nữ cũng không kém, chỉ cần Tiêu Phàm trưởng thành, có hắn liền có thể bảo đảm Diệp gia mấy trăm năm phồn hoa. Đã như vậy, vậy hắn thành toàn Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ, cớ sao mà không làm đây? Oanh, không đợi Sở Tam Sinh trả lời, một tiếng vang thật lớn bỗng từ vị trí đài truyền đến, chỉ thấy trên đài bị một cỗ lực lượng cuồng bạo tung bay. Chỗ nào bụi bặm răng đầy, đám người đã nhìn không thấy bên trong. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, đem tiểu ma nữ bảo hộ ở trong, hắn lại lấy ra hơn ngàn vạn cực phẩm hồn thạch bỏ vào bốn phía, vừa mới giết bảy chiến thánh cường giả Sở gia cũng nhận được mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch, lại tăng thêm trên người hắn, đủ để đột phá hơn ngàn vạn. Còn chưa đủ, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, cực phẩm hồn thạch trên người hắn đã còn thừa không có mấy, chỉ lưu lại gần 200 vạn. Cái này hơn 200 vạn hắn là dùng để khu động U Linh Nhất Hào cùng cửu U Ma Hổ. Cũng không phải Tiêu Phàm không nỡ, mà là qua một lúc Sở Tam Sinh bọn hắn giết tới, Tiêu Phàm nhất định phải mượn nhờ U Linh Nhất Hào đến ngăn cản. Đương nhiên, hồn thạch tạp trên người hắn ngược lại là có không ít, nhưng đây chẳng qua là một con số, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả mọi người Diệp ra nghe lệnh, đem cực phẩm hồn thạch trên người đều cầm đi ra, trở về trả gấp đôi. Diệp Thệ Thủy một tiếng quát như sấm. Diệp gia đám người thấy thế cũng không dám vi phạm, tất cả mọi người đem cực phẩm hồn thạch trên người cầm đi ra, tựa như không phải bản thân, dù sao qua một lúc có thể tăng gấp đôi đền bù tổn thất, hiện tại xuất ra càng nhiều, về sau đền bù tổn thất cũng càng nhiều. Không thể không nói, Diệp gia không phải bình thường, bốn phía Tiêu Phàm lại thêm ra hơn ngàn vạn cực phẩm hồn thạch. Ong ong cũng đúng lúc này. Từng đạo bạch sắc quang mang từ đỉnh đầu tiểu ma nữ nở rộ mà ra, hào quang rực rỡ vô cùng, đâm vào hai mắt rất nhiều người không mở ra được. Xa xa nhìn lại, bạch sắc quang mang lại là một cái quang môn tản ra một cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách, liếc mắt nhìn một cái tựa như tâm thần đều chìm vào trong đó. Phong ấn chi môn, Tiêu Phàm trực tiếp thốt ra, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Phong ấn chi môn. Cách nhau gần nhất Diệp Thệ Thủy nghe được Tiêu Phàm nói, con người bỗng nhiên co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Cái kia chẳng lẽ là phong ấn chi môn trong truyền thuyết? Sở Tam Sinh kêu to mà ra, ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Phong ấn chi môn, là thần phẩm chiến hồn phong ấn chi môn sao? Những người khác trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đỉnh đầu tiểu ma nữ. Cũng khó trách đám người kinh ngạc như thế, phong ấn chi môn đây chính là thần phẩm chiến hồn trong truyền thuyết, cấp độ ngang nhau với Long Ngao. Không, nói cho đúng, phong ấn chi môn càng đáng sợ hơn, bởi vì nó có một loại năng lực đáng sợ, chính là phong ấn, cho dù là thần phẩm chiến hồn Long Ngao cũng có thể bị phong ấn. Trước đó mới thấy được thần phẩm chiến hồn Long Ngao của Hoàng Phủ Thiên Thần, bây giờ lại gặp được phong ấn chi môn càng đáng sợ hơn, chẳng lẽ thời đại vàng son sắp đến sao? Nam vực ta đoán chừng muốn quật khởi, cửu vực thiên tài va chạm cũng mau bắt đầu, đến thời điểm Nam vực ta thứ tự tất nhiên sẽ đạt tới một cái cấp độ mới. Thần phẩm chiến hồn, đây chính là mấy trăm năm khó gặp, chỉ cần không chết hiểu, tương lai vô cùng có khả năng đột phá chiến thần cảnh. Đám người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều kinh hãi không thôi, đối với phần lớn người mà nói, cửu phẩm chiến hồn đều là hy vọng xa vời, lại càng không cần phải nói thần phẩm chiến hồn. Có thể có được thần phẩm chiến hồn đều là đến thiên địa chiếu cố, thuộc về phạm chủ tuyệt thế yêu nghiệt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thần sắc khôi phục bình tĩnh, hơn 2.000 vạn cực phẩm hồn thạch bị hắn tiếp tục luyện hóa, hướng về thể nội tiểu ma nữ dũng mãnh lao tới, giờ phút này, thực lực tiểu ma nữ đã đột phá đến chiến đế cảnh. Hồn tộc huyết mạch đặc điểm chính là, chỉ cần có đầy đủ hồn lực liền có thể không ngừng đột phá, căn bản không cần cố ý đi lĩnh ngộ cái gì, hơn nữa. Bọn hắn còn có đặc thù bí kỹ. Trong lòng Tiêu Phàm rất hiếu kỳ, không biết bí kỹ tiểu ma nữ là cái gì. Không trung phía trên, đám người Sở Tam Sinh nhìn nhau, sau đó tất cả đều hướng về Diệp Thệ Thủy bay đi, nếu như đã đắc tội Diệp Thệ Thủy, tuyệt đối không thể để cho tiểu ma nữ sống sót. Nếu để cho cấp lên biết rõ, khẳng định cũng sẽ để bọn hắn gạt bỏ tiểu ma nữ, dù sao một kẻ nắm giữ thần phẩm chiến hồn. Tương lai rất có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với chiến hồn đại lục. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng Phủ Thiên Thần nắm giữ thần phẩm Long Ngao chiến hồn lại âm trầm như vậy, nếu như không phải Tiêu Phàm bức bách,
Hoàng Phủ Thiên Thần cũng chưa chắc sẽ thi triển ra chiến hồn long ngao. Tất cả Diệp gia mọi người nghe lệnh, ai nếu tới gần trăm trượng, giết không tha. Diệp Thệ Thủy cũng động sát ý, hắn đặt quyết tâm dù là dùng hết Diệp gia cũng phải bảo vệ tốt tiểu ma nữ, đây là tương lai hy vọng Diệp gia. Vâng, Diệp gia tất cả mọi người nhao nhao tiến lên, lạnh lùng nhìn người ngũ đại gia tộc không chung. Diệp Thệ Thủy, người thân là chiến hồn điện điện chủ dám cấu kết người huyết lâu, đã ngươi gian ngoan bất linh, đừng trách ta vì dân trừ hại. Tất cả mọi người Sở gia nghe lệnh, giết không tha. Sở Tam Sinh nghĩa chính ngôn từ quát to. Ứng phó chiến hồn điện, hắn xác thực cần một cái cớ ứng phó Diệp gia. Mà Tiêu Phàm là đồ đệ huyết lâu lâu chủ chính là một cái cớ rất tốt, đủ để cho Diệp gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi đánh giám, Diệp Thệ Thủy giận dữ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mặc dù hắn xác thực biết rõ Tiêu Phàm cùng huyết lâu quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân biết rõ. Chiến thần điện cùng chiến hồn điện văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần là người cùng tam đại tổ chức sát thủ có quan hệ, không cho phép cùng bọn hắn có bất kỳ liên quan, càng thêm không thể để cho hắn gia nhập nhị điện. Tất cả mọi người Hoàng Phủ gia tộc nghe lệnh, giết không tha. Hoàng Phủ Danh Hiên cũng vội vàng phụ họa nói, hiện tại là cơ hội tốt hủy diệt Diệp gia, hơn nữa còn là mấy đại gia tộc liên thủ, hắn nào sẽ bỏ lỡ. Tất cả mọi người Công Tôn gia tộc nghe lệnh, giết không tha. Tất cả mọi người Giang gia nghe lệnh, giết không tha. Tất cả mọi người Ngô gia nghe lệnh, giết không tha. Công Tôn gia tộc, Giang gia cùng Ngô gia gia chủ cùng lão tổ cũng đồng thời kêu to, chỉ có Lôi Cửu Bất Phi sở động, mấy người khác không khỏi liếc hắn một cái, bất quá cũng vẻn vẹn nhìn một chút mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Đám người Diệp gia như lâm đại địch, sáu đại gia tộc đồng thời xuất thủ, trong đó còn có tam đại thế gia, cho dù Diệp gia cường đại cũng có chút không bằng. Diệp điện chủ, Sở gia, Hoàng Phủ gia tộc Phạm Thượng, Tô gia nguyện giúp chiến hồn điện diệt địch. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Lại là nhìn thấy Tô Cổ Tông đột nhiên chậm rãi đạp không mà lên, nơi xa, tất cả người Tô gia đều nhanh chóng hướng về vị trí Diệp gia tới gần. Tô Cổ Tông, ngươi chẳng lẽ muốn Tô gia diệt tộc sao? Sở Tam Sinh phẫn nộ nói, vội vàng ngăn lại người Sở gia, mấy đại thế gia tu sĩ những người khác cũng tất cả đều đứng ở không trung. Con người Sở Tam Sinh băng lãnh, trước đó Tô Cổ Tông ngăn hắn lại cũng liền thôi, bây giờ lại còn dám xuất động toàn tộc, hắn là muốn chết sao? Bọn hắn sáu đại gia tộc, coi như Tô gia liên thủ với Diệp gia cũng không phải đối thủ bọn chúng, chỉ là nhiều mấy cái vong hồn dưới kiếm mà thôi. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, bát đại gia tộc liều mạng, đoán chừng Vô Song Thánh Thành đều muốn chấn động. Úy Chỉ gia tộc cùng chiến hồn điện chung sinh tử, nhưng vào lúc này, lại một tiếng quát như sấm vang lên, lại nhìn thấy Úy Chỉ Cuồng Sinh mang theo người Úy Chỉ gia tộc chạy tới, đứng ở một phương Diệp gia. Đừng nhìn Úy Chỉ Cuồng Sinh bình thường tùy tiện nhưng tại thời khắc mấu chốt này, hắn lại hết sức khôn khéo. Một câu liền đem đám người Sở gia cùng Hoàng Phủ gia tộc phán thành nhân vật phản diện, bọn hắn lại trở thành chính nghĩa hóa thân. Còn chưa đủ, Sở Tam Sinh mặt lộ vẻ dữ tợn, tam đại gia tộc vẫn như cũ không đủ cho bọn hắn nhìn, nếu như đã chơi lớn như vậy hắn cũng không cố kỵ gì, dứt khoát chơi lớn một chút. Nếu như lại tăng thêm Lăng gia ta, một tiếng quát nhẹ vang lên, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chân trời lít nha lít nhít điểm đen nhanh chóng tới gần. Cầm đầu là hai người, trong đó một là Lăng Thừa Đạo, mà một người khác lại là một thanh niên mặc bạch sắc trường bào. Ha ha, Lăng huynh, ngươi tới vừa lúc, chúng ta thực lực lại lên cao một cái cấp độ. Sở Tam Sinh cười ha ha một tiếng. Chỉ là lời còn chưa dứt, nụ cười hắn trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lăng gia cùng chiến hồn điện chung sinh tử. Lăng Thừa Đạo hét to một tiếng. Mang theo người Lăng gia xuyên qua ngũ đại gia tộc, hướng về vị trí Diệp gia bay đi. Thấy cảnh này, không chỉ Sở Tam Sinh mắt trợn tròn chính là những người khác cũng tất cả đều mắt trợn tròn, Lăng gia không phải hận không thể giết Tiêu Phàm à, hiện tại là cơ hội tốt, tại sao sẽ đột nhiên phản chiến đối mặt đây? Tên kia không phải Lăng Phong sao? Lăng gia chủ lại đem hắn phóng xuất, ta nhớ kỹ hắn là huynh đệ Tiêu Phàm. Lăng Thiên đã chết. Lăng gia đời sau có Lăng Phong thiên phú không tồi, có người thừa kế gánh chịu Lăng gia, đoán chừng Lăng Thừa Đạo cũng là vì tương lai Lăng gia mới không còn đối địch với Tiêu Phàm.
Lần này có trò hay nhìn, Sở gia một phương có ngũ đại gia tộc, Diệp gia một phương cũng có tứ đại gia tộc. Bất quá thực lực hai phe đoán chừng không khỏi sàn sàn nhau. Đúng vậy, nếu như còn có người nhúng tay vào, vô luận gia nhập một phương nào, đều là đè chết một phương khác như một cái rơm rạ. Đám người kinh ngạc nhìn cửu đại gia tộc rằng co trên không trung, hãi hùng khiếp phía một trận, cảnh tượng hoành tráng bậc này đừng nói gặp, cho dù nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng mà hôm nay lại chân thực phát sinh. Con người không ít người đều ở đây liếc nhìn lấy tứ phương, tựa như đang đợi thứ đánh vỡ cân bằng cuối cùng. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch, hai phe ai cũng không có mở miệng, đám người cũng khẩn trương tới cực điểm, liền không dám thở mạnh một cái. Cửu đại gia tộc rằng co, trong đó còn có lục đại thế gia, đây là sự tình hơn ngàn năm đến nay chưa bao giờ có. Mọi người biết nếu như cửu đại gia tộc thực khai chiến, Vô Song Thánh Thành khả năng thật sự biến thiên, thậm chí còn có thể lan đến gần toàn bộ Nam Vực. Rất nhiều người chỉ hy vọng, cửu đại gia tộc tốt nhất đừng đánh, cân bằng bị phá vỡ mà nói, bọn hắn những người này cũng nhất định sẽ bị tác động đến. Các ngươi nhìn, kia tựa như là người Độc Cô gia tộc. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên, những người khác cũng hướng về chân trời nhìn lại, quả nhiên có một đội nhân mã tại nhanh chóng tới gần, chính là người Độc Cô gia tộc. Còn người đám người bỗng nhiên co rụt lại, Độc Cô gia tộc khí thế hùng hổ mà đến, chẳng lẽ Độc Cô gia tộc sẽ đánh vỡ cân bằng cuối cùng. Người cửu đại gia tộc thấy thế cũng đều khẩn trương lên, Độc Cô gia tộc thực lực cũng không yếu, bên trong bát đại thế gia xếp hạng thứ tư, chỉ kém một chút so với Diệp gia cùng Sở gia mà thôi. Vô luận Độc Cô gia tộc đứng ở bên nào, một bên khác khẳng định sẽ không may. Nhìn Độc Cô gia tộc đến, Tiêu Phàm cũng cau mày một cái, hắn thân thể giống như một cái vòng xoáy siêu cấp vậy, đem tất cả cực phẩm hồn thạch hấp thu hầu như không còn, sau đó toàn bộ đưa vào thể nội tiểu ma nữ. Oanh, một tiếng tạc thiên lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người, đám người đều nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Chiến đế đỉnh phong. Ngắn ngủi không đến một nén nhang vậy mà đột phá đến chiến đế đỉnh phong. Huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là huyết mạch chi lực cực kỳ đáng sợ, lần trước Vân Khê muội muội có vẻ như chính là từ một người bình thường đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong. Không sai, chỉ có huyết mạch chi lực mới có thể làm một người nhanh đột phá như vậy, Diệp Thi Vũ trước đó vốn chính là chiến hoàng cảnh, có thể đột phá đến chiến đế đỉnh phong cũng không tính là gì. Đám người đầu tiên là chấn kinh. Sau đó bình tĩnh xuống, lần nữa đem tâm thần chuyển di hướng vị trí Độc Cô gia tộc. Tiêu Phàm nhìn tiểu ma nữ, trong mắt lóe lên tình cảm, trong lòng thầm than hồn tộc huyết mạch bá đạo, hơn 2.000 vạn cực phẩm hồn thạch vậy mà để tiểu ma nữ đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong cũng coi như đáng giá. Tiêu Phàm, còn không ra nhận lấy cái chết, đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên. Độc Cô gia tộc rốt cục chạy tới. Độc Cô Trường Phong cách mấy trăm trượng liền bắt đầu gầm thét lên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sát khí trùng thiên. Ở bên cạnh hắn còn đứng một trung niên nam tử thân thể mập mạp, tai to mặt lớn, giữ lại một túm râu dê, nhìn qua thập phần quái dị. Bất quá, đám người lại một cái liền nhận ra người này, nam tử trung niên chính là Độc Cô gia tộc Độc Cô Địch, nhân xưng đa bảo chiến thánh. Bởi vì Độc Cô gia tộc là chú tạo thế gia ngàn năm. Trên người Độc Cô Địch có rất nhiều pháp bảo, liền cửu phẩm hồn binh đều nhiều không kể xiết, cho nên không ai nguyện ý đắc tội hắn. Độc Cô Trường Phong quát chói tai vang lên, người một phương Diệp gia tất cả đều biến sắc, Độc Cô Địch vậy mà vì giết Tiêu Phàm mà đến. Đám người cũng cảm khái không thôi, Tiêu Phàm thật đúng là không có cứu, đắc tội nhiều đại gia tộc như vậy, nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm chết mấy trăm lần. Nhưng mà Tiêu Phàm lại cứng rắn sinh hoạt đến hiện tại. Mọi người không thể không bội phục Tiêu Phàm. Ha ha, Độc Cô huynh, người tới đúng lúc lắm, cùng ta trừ gian diệt ác, hướng chiến thần điện tranh công. Sở Tam Sinh cất tiếng cười to, cười cực kỳ càn rỡ. Hoàng Phủ Danh Hiên mấy người cũng cười lên, vừa nãy bọn hắn cũng khẩn trương, về phần hiện tại, có người Độc Cô gia tộc tham gia, một phương Diệp gia sao có thể là đối thủ bọn hắn đâu. Dễ nói. Độc Cô Địch cười nhạt một tiếng. Sau đó lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn nơi xa, lạnh giọng nói, bản thánh không muốn tham dự tranh chấp các ngươi, chỉ muốn vì con ta đòi lại một cái công đạo, kẻ nào là Tiêu Phàm, đứng ra cho ta. Không biết ngươi muốn đòi lại công đạo gì, Tiêu Phàm bước ra một bước, nhàn nhạt nhìn Độc Cô Địch.
Đoạt pháp bảo con ta, tay nào đoạt, ngươi liền đoạn cái tay ấy. Độc Cô Địch nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hắn mặc dù một mực nghe nói Tiêu Phàm nhưng chưa bao giờ thấy qua dung mạo Tiêu Phàm, không nghĩ tới Tiêu Phàm tuổi trẻ như thế. Đoạn ta một tay, nghe thấy Độc Cô Vô Địch nói, Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, nghiền ngẫm nhìn Độc Cô Địch nói, chiếu ngươi nói gì, con trai của ngươi muốn giết ta, ta có phải nên trực tiếp làm thịt hắn, thay ta đòi lại một cái công đạo hay không? Lời này vừa nói ra, đám người lộ ra vẻ kinh hãi, Độc Cô Địch chỉ là muốn ngươi một cánh tay mà thôi, cũng không phải là muốn giết ngươi, Tiêu Phàm ngươi đáp ứng là được rồi. Hiện tại nói như vậy, không phải buộc Độc Cô Địch đứng ở một phương Sở ra sao? Kể từ đó, một phương Diệp ra đối mặt chính là 6 đại gia tộc. Độc Cô Địch cũng là híp đôi mắt một cái, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn Diệp Thệ Thủy đám người nói, các vị, nhìn đến có người muốn bước ta đối địch với các ngươi, đối mặt ngũ đại gia tộc, các ngươi đã rất có áp lực, nếu như tăng thêm Độc Cô gia tộc, không biết các ngươi có chịu nổi áp lực hay không? Có thời điểm, đè chết lạc đà cũng không phải là hắn gánh chịu bao nhiêu tầng, mà là một cái rơm giả cuối cùng. Mà Độc Cô gia tộc ta không chỉ là một cọng rơm rạ. Nghe vậy, sắc mặt đám người Diệp Thệ Thủy lập tức biến âm trầm vô cùng, Độc Cô Địch nói không sai, Độc Cô gia tộc tham dự làm tứ đại gia tộc cùng Diệp gia áp lực tăng gấp bội, thậm chí rất có thể hủy diệt. Đại ca, Tiêu Phàm gần đây đến cùng làm chuyện gì, vậy mà thập đại gia tộc động thủ vì hắn. Trong đám người, Chiến Vũ Yến bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Thập đại gia tộc, cho dù Chiến gia cũng chưa hẳn là đối thủ, đoán chừng chỉ có lực lượng Chiến Thần Điện cộng lại mới có thể áp chế. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết rõ hắn đoạt được hạng nhất Nam Vực, còn đánh bại Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhãn Nam. Chiến Thiên Long cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết vì sao. Cũng đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm khinh thường tiếp tục vang lên, hắn tựa như đang cố ý kích động thần kinh thập đại gia tộc. Tên mập, người có một câu nói đúng. Độc Cô gia tộc xác thực chỉ là một cọng rơm rạ mà thôi, mà chúng ta lại không phải lạc đà, Độc Cô gia tộc ép không chết được. Tiêu Phàm đạm mạc cười nói. Khóe miệng đám người giật một cái, Tiêu Phàm thật đúng là không muốn sống, dám gọi thẳng Độc Cô địch, còn miệt thị Độc Cô gia tộc, muốn tìm cái chết cũng không cần gấp gáp như vậy. Độc Cô địch sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm, còn chuẩn bị nói cái gì, nơi xa Sở Tam Sinh đột nhiên quát to, Độc Cô huynh. Khỏi nói nhảm với hắn nhiều như vậy, trực tiếp giết. Cũng tốt, giết hắn lại nói. Độc Cô địch gật đầu, lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm, ngày ngươi chết rốt cục đến. Độc Cô Trường Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như đã thấy một màn Tiêu Phàm bị phanh thây. Giết, cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, lại nhìn thấy phía sau Độc Cô địch, một đạo lưu quang giận chém mà ra, xông thẳng Độc Cô địch. Giờ phút này Độc Cô địch tâm tư đều ở trên người Tiêu Phàm, nào sẽ nghĩ đến bị người sau lưng đánh lén. Lôi Cửu, ngươi làm gì? Sở Tam Sinh, Hoàng Phủ Danh Hiên đám người đồng thời phẫn nộ quát, bọn hắn trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không chỉ Sở Tam Sinh bọn hắn kinh ngạc như thế, Diệp Thệ Thủy cùng tứ đại gia tộc một phương cũng chấn động vô cùng, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Đám người chung quanh cũng trợn to hai mắt. Tựa như không thể tin được. Chỉ thấy Lôi Cửu một mực trầm mặc không nói đột nhiên hóa thân thiểm điện, thẳng hướng Độc Cô địch, Độc Cô địch làm sao có thể ngăn cản. Cha, cẩn thận, sắc mặt Độc Cô Trường Phong trong nháy mắt trắng bệch, dùng hết toàn lực gào thét. Độc Cô địch thân làm chiến thánh cảnh cũng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân nổi da gà, hắn bản năng hướng một bên trốn tránh. Đáng tiếc, Lôi Cửu tốc độ quá nhanh. Một cái tay xuyên thủng hậu tâm hắn, phá hồn hải, trực tiếp từ lồng ngực xuyên ra, máu tươi bay vụt. Sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, kinh hãi cúi đầu nhìn về phía ngực, nơi đó có một cánh tay đan xen lôi điện, giống hệt một chuôi lôi điện chi đao. Hắn muốn phản kháng, đáng tiếc hồn hải phá toái, căn bản không có bất kỳ khí lực, huống chi đứng ở trước mặt hắn cũng là một cường giả chiến thánh cảnh. Đám người nghĩ không ra, tại sao Lôi Cửu sẽ ra tay đánh lén Độc Cô địch. Lôi ra không phải cũng cùng Tiêu Phàm có thù sao? Làm sao có thể, trong lòng Lăng Thừa Đạo khẽ run lên, lần trước Lôi ra còn lợi dụng hắn đáp trả Tiêu Phàm, hiện tại làm sao giết Độc Cô địch? Độc Cô gia tộc không nên vào vũng nước đục này. Đột nhiên, thanh âm Tiêu Phàm vang lên,
hắn nhàn nhạt lắc đầu, hai tay vác lập, đứng ở phía trước tứ đại gia tộc, dường như trở thành lãnh tụ tứ đại gia tộc. Tiểu ma nữ do Diệp Lâm Trần cùng Diệp Phong chăm sóc, Tiêu Phàm cũng yên tâm, dù sao hắn có thể tùy thời khống chế tư tưởng Diệp Phong. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, con người đám người bỗng nhiên co rụt lại, rất nhiều người trong nháy mắt minh bạch ý tứ Tiêu Phàm. Nhất là Lăng Thừa Đạo càng sợ hãi không thôi, trong lòng hắn đang nghĩ, nếu như bản thân đứng ở mặt đối lập Tiêu Phàm, bây giờ bị Lôi Cửu giết chết, có thể là Lăng Thừa Đạo hắn hay không? Chẳng biết tại sao, Lăng Thừa Đạo trong lòng có chút may mắn bản thân đi tìm Lăng Phong, ép Lăng Phong đảm nhiệm vị trí gia chủ, lúc này mới không có đứng ở mặt đối lập Tiêu Phàm. Giờ phút này, người Độc Cô gia tộc tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, Độc Cô Địch bị giết, ỉ lại trong lòng bọn hắn biến mất, tiếp theo bọn hắn muốn đối mặt đoán chừng cũng chỉ có hủy diệt. Phốc, Lôi Cửu trưởng đao vạch một cái, trực tiếp đem thi thể Độc Cô Địch xé vỡ nát, lách mình liền xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa. Cùng lúc đó, phía sau Lôi Hạo mang theo đám người Lôi ra, tất cả đều xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa, kỳ thật, ngay cả Lôi ra cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Tại sao Lôi Cửu lại giết Độc Cô Địch? Có vẻ như hiện tại cán cân lại nghiêng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, liếc nhìn đám người, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Phong một bộ áo bào trắng. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra ý cười sán lạn, chân chính huynh đệ, không cần thiết nói thêm cái gì, tất cả đều không nói lời nào. Giờ phút này, cũng không phải thời điểm hỏi han ân cần, trận chiến đấu này đoán chừng là vô luận như thế nào cũng tránh không được. Sở Tam Sinh, Hoàng Phủ Danh Hiên đám người đều sắc mặt âm trầm, Độc Cô Địch chết, Lôi ra lật lọng, cái này đối với bọn hắn mà nói, không khác gì đả kích. Giết, cũng đúng lúc này, Diệp Thệ Thủy tiếng hét phẫn nộ vang lên, việc đã đến nước này căn bản không có đường xoay sở, hơn nữa hiện tại bọn hắn một phương khí thế tăng nhiều, tự nhiên muốn đánh chó mù đường. Huống chi, nếu như Sở Tam Sinh bọn hắn cường đại cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, đã như vậy, tại sao không giết thống khoái? Trực tiếp diệt mấy đại gia tộc, về sau Vô Song Thánh Thành trong thời gian ngắn chính là thiên hạ mấy đại gia tộc bọn hắn. Giết, Tô Cổ Tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội dạng này, trong lòng hắn may mắn, đi theo Tiêu Phàm quả nhiên là cơ hội làm Tô gia mạnh lên. Lăng Thừa Đạo, Lôi Cửu cùng Úy Chỉ Cuồng Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngũ đại gia tộc nhao nhao xuất kích, một phương Sở gia bây giờ cũng là ngũ đại gia tộc. Trên thực lực rõ ràng yếu hơn so với một phương Diệp gia hai phe cường giả chiến thánh cảnh đều có tầm 10 người, đánh đến thiên hôn địa ám, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, đám người bốn phía tất cả đều lui, sợ tai bay vạ gió. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đưa tay Tu La kiếm đại sát tứ phương, mục tiêu thứ nhất phong tỏa chính là Độc Cô Trường Phong, người này quá mức âm hiểm xảo trá. Lần trước không giết hắn, hôm nay lại mang theo Độc Cô gia tộc tới đây báo thù. Thiếu chút nữa thì hỏng chuyện tốt Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn đây? Tiêu Phàm, là ta sai, ta không nên đối địch với ngươi. Độc Cô Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, nào dám chính diện đối địch, xoay người chạy. Hắn nắm giữ bí kỹ phong dực Độc Cô gia tộc, tốc độ rất nhanh, bất quá, bây giờ Tiêu Phàm đã không phải Tiêu Phàm lúc trước, tốc độ của hắn so với Độc Cô Trường Phong chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Hiện tại mới biết không nên đối địch với ta, đã trễ. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một bí mật, thân đệ đệ Độc Cô Trường giật ngươi cũng chết trên tay của ta. Tiêu Phàm tà tà phun ra một câu. Sau đó không lưu tình chút nào một kiếm đem Độc Cô Trường Phong chặt đứt, con ngươi Độc Cô Trường Phong run rẩy kịch liệt, một cỗ ý lạnh cùng đau đớn từ phần eo truyền đến. Ngươi chính là Huyết Lâu U Linh. Độc Cô Trường Phong răng có chút run lên, đáng tiếc. Thanh âm hắn người khác nhất định là nghe không được. Chết, Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, căn bản không có bất kỳ lưu tình, một kiếm đem Độc Cô Trường Phong phá tan thành từng mảnh, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, một mệnh ô hô. Thánh thành bát tuấn, Độc Cô Trường Phong chết, nơi xa, Chiến Thiên Long thấy cảnh này, cau mày, thực lực Tiêu Phàm vượt ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu không có nói sai, thực lực Tiêu Phàm xác thực mạnh hơn hắn. Dù ta cũng không có khả năng dễ dàng giết Độc Cô Trường Phong như thế. Chiến Thiên Long đối với thực lực Tiêu Phàm cũng có một cái nhận biết rõ ràng, bất quá trong lòng không có bất kỳ tự ti cùng khiếp ý, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Chỉ là hiện tại không phải thời cơ tốt cùng Tiêu Phàm luận bàn, một khi hắn tham dự, người khác nhất định sẽ cho rằng chiến gia cũng tham dự phân tranh.
Chiến thần điện cũng nên tới đi, sẽ không để cho bọn hắn đánh tiếp chứ. Chiến thiên long mị mị hai mắt, nhìn chăm chú phía trên không trung, nơi đó mây mù răng đầy, liền mắt thường đều nhìn không thấu. Người bình thường không biết là, chỗ sâu mây mù còn có một tòa phù đảo, đó là vị trí chiến thần điện, cái kia mới chân chính là chúa tể vô song thánh thành, quan sát tất cả phía dưới. Đến. Đột nhiên, chiến thiên long mị mị hai mắt, hít sâu một cái lẩm bẩm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, thập đại gia tộc liều mạng, quy mô hùng vĩ trước đây chưa từng gặp, tử thương thảm trọng, vô số tu sĩ cụt tay cụt chân rơi xuống hư không. Vị trí phủ đệ Diệp gia trong lúc nhất thời trở thành một mảnh tu la, liền thiên khung đều biến thành huyết sắc. Chiến kỹ chói lọi bao phủ hư không, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí răng đầy mỗi một chỗ không gian. Trong chiến đấu dạng này, rất nhiều cường giả chiến đế cảnh cũng rất có thể chết bởi loạn chiến, lại càng không cần phải nói chiến hoàng cảnh. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng sét vang lên, sóng âm đáng sợ từ phía trên cửu thiên truyền đến, hư không đều nhộn nhạo từng đạo gợn sóng. Tất cả chiến đế cảnh cảm giác đầu có chút khó chịu, chiến hoàng cảnh tu sĩ càng là lục phủ ngũ tạng sôi trào không thôi, trong miệng máu tươi cuồng phun. Trong chớp nhoáng này, tất cả chém giết đều ngưng lại. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn không chung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.